Tôi là Võ Hữu Thành, lính trinh sát D2. Hồi ký Võ Hữu Thành. Giọng đọc Hải Yến. Những bước chân đầu tiên trên đất Chùa Tháp. Trời tháng tư nắng như đổ lửa. Đoàn xe Zin 130 đưa chúng tôi từ quân trường An Sơn, Nghĩa Bình. Ngày ấy nơi đây, vùng đất mẹ Thanh Bình, băng về hướng Tây theo trục lộ 19, vượt qua vùng Tây Nguyên đầy nắng gió bụi mù của đất đỏ Ba Gian. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những tia nắng của mùa hè oi ả mang theo những cơn gió rừng khô khốc hắt thẳng vào những khuôn mặt cháy sạm của những thằng lính tân binh. Chúng tôi vừa trải qua những tháng ngày rèn giũa nơi thao trường huấn luyện. Đoàn xe vẫn lao đi dưới cái nắng oi bức. Chúng tôi lặng yên, chẳng ai nói với ai một lời nào. Mỗi người mang một nỗi niềm tâm sự xa xôi. Đứa thì đưa mắt nhìn về nơi chân trời vô định. Đứa thì cúi mặt ôm chiếc ba lô, mang nỗi buồn không tên nào đó. Đứa thì mặt mày đỏ lửng, mỏi mệt tựa vào vai đồng đội. Còn tôi cố nhìn phong cảnh quê hương đầy lưu luyến, nhớ biết rằng mai đây chiến trường khắc nghiệt sẽ chờ đón chúng tôi. Ôi, chiến trường, chỉ có hai từ thôi mà lòng tôi hồi hộp, lo âu. Những trận đánh oai hùng, những chiến công oanh liệt, những cuộc chiến đầy bi thương, máu và nước mắt của lớp cha anh mà tôi đã từng đọc trong sách vở. Giờ đây, đến lớp chúng tôi lên đường để viết tiếp những trang sử còn dang dở của các thế hệ trước chúng tôi. Bao suy nghĩ trong tâm tư cứ ẩn hiện như từng thước phim quay chậm, xen lẫn những nỗi nhớ bao la. Tôi nhớ ba tôi ngày ngày cuốc bẫm cày sâu chăm từng mảnh ruộng vườn khoai. Nhớ mẹ tôi cong từng vai gánh bán buôn nuôi đàn con khôn lớn, chưa kịp báo đền ơn cha nghĩa mẹ. Nhưng nợ nước chưa tròn, tôi lên đường chiến đấu bảo vệ quê hương. Nhớ như in những tiếng cười rộn rã của bạn bè trang lứa khi cấp sách đến trường. Bao kỷ niệm buồn vui cứ ùa về đảo lộn tâm tư. Thỉnh thoảng chiếc xe chồm lên nảy bật bởi những ổ gà trên đường làm tôi cắt ngang dòng suy nghĩ. Hoàng hôn dần xuống, mặt trời như chiếc vung đỏ rực đang dần khuất sau những cánh rừng xa xa. Đoàn xe vẫn băng băng lao nhanh về phía mặt trời lặn như muốn đuổi kịp với thời gian. Bóng đêm cũng đã phủ xuống, đoàn xe vẫn nối đuôi nhau xuyên qua những cánh rừng từ bao giờ. Đồn biên phòng 23, đây là biên giới Việt Nam Campuchia. Chúng tôi được dừng quân nghỉ. Lần đầu tiên bước xuống xe, ngắm nhìn cái biên giới nó ra sao. Tôi tò mò dòm hỏi, nhưng cũng như tôi, đám lính tân binh này có ai biết được. Trong cái tối mịt mùng của rừng già, với mấy cái đèn pha của xe ô tô, chúng tôi được hướng dẫn vào nghỉ ở nhà khách quân nhân. Ui, nghe nhà khách, có lẽ ai cũng tưởng là có chăn ấm nệm êm, có bàn, có ghế, có tất cả nhu cầu của khách chứ. Tôi cũng bất ngờ vì nhà khách là một lán tranh chỉ để cột võng. Mọi sinh hoạt tắm rửa hay vệ sinh là con suối phía cuối trại. Tôi đang ngơ ngác thì một bàn tay vịn vào vai nói, lính mà em, hãy tự lo cho mình nha. Tuy hơi bỡ ngỡ nhưng tôi cũng dạ, làm theo sự hướng dẫn của anh lính kia. Tôi mò mẫm xuống suối, vắt khăn lau mặt, người xong trở về treo võng nằm. Bê ba cho bộ đội ăn cơm, tiếng ai đó vang lên, rồi tôi cũng nhận được phần cơm cùng 6 đồng đội nữa. Trời tối thui, chỉ có cái đèn dầu chỗ mâm cơm, chẳng nhìn rõ được thức ăn là món gì, chỉ biết là rau muống chấm với mắm tương và mắm mở bốn, sau này mới biết. Bữa cơm vậy mà ngon lắm, có lẽ cũng đang đói cả ngày nên thấy ngon thôi. Trời đêm nay không trăng,
ánh sao rừng treo từng chòm trên cao tắp. Chúng tôi mắc võng nằm gần nhau. Các đồng chí không được đi lại lung tung đó. Ở đây rất là nhiều mìn, sẽ không an toàn. Các đồng chí rõ chưa? Ui, trước khi đi ngủ mà cũng quán triệt nữa kìa. Thôi, mình ngủ chứ có dám đi đâu. Chưa biết mô tê mà nghe vậy, cũng sợ tái mặt. Lỡ có mắc tè thì xoay người lại là xong. Hi hi. Sau bữa cơm sáng kiểu nhà binh, chúng tôi được tặng thêm mỗi thằng một nắm cơm vắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nhìn thấy cục cơm được vắt tròn vo cứng ngắt như quả dừa non nho nhỏ, lớn hơn nắm tay một chút. Tôi ngơ ngác chẳng biết cất vào đâu và ăn với cái gì với cục cơm nguội lạnh như vậy. Mày sao không cất đi mà cầm hoài vậy? Tôi còn đang băn khoăn chưa kịp trả lời thì anh B trưởng đưa quân bảo tôi lấy cái khăn mặt gói vào rồi bỏ vào trong túi cóc ba lô. Còn thức ăn có sẵn rồi, nằm ở giữa cục cơm đó, biết chưa? Ô hô, giờ tôi mới hiểu, và cũng là bài học đầu tiên mà tôi nhớ mãi. Tạm biệt đồn biên phòng 23, đoàn xe tiếp tục cuộc hành trình đưa chúng tôi đi. Đoạn đường như hẹp lại, gồ ghề hơn, nhồi lắc, nghiêng trái rồi nghiêng phải. Những cánh rừng rậm bạt ngàn trôi qua trong tầm mắt. Xa xa, phía trước tôi thấy những khoảng trống của bầu trời quang đãng và thầm nghĩ, có lẽ chúng tôi sắp chiêm ngưỡng được vẻ đẹp vùng nông thôn đất bạn, có gì khác với quê tôi. Sự chờ đợi trôi qua hụt hẫng, hết rừng rậm rồi rừng khộp. Ôi những cánh rừng khộp, bao la trùng điệp nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng trên đường có một vài đồng chí mang súng đứng chốt, vẫy tay chào đón chúng tôi. Đoạn đường như một con rắn màu đỏ khổng lồ uốn lượn giữa rừng hoang vu. Đâu đó có một vài ngôi nhà sàn xa xa xen giữa những dãy ngô lúa của người dân. Một nỗi buồn vô tận, tôi bỗng nhớ quê hương tha thiết. Tất cả những gì nơi đây tôi đã thấy hoàn toàn xa lạ và mới mẻ. Chỉ có bầu trời là quen thuộc. Mệt mỏi, tôi nằm ngửa ngắm bầu trời lướt lướt trôi qua dưới tàn cây. Bung Lung, một thị xã nhỏ nằm ven đường, khi đoàn xe dừng lại, tôi chồm dậy ngắm nhìn tất cả. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là cái bảng hiệu viết những chữ gì mà như chùn với rắn ngoằn ngoèo không hiểu nổi. Rồi những người phụ nữ mặc những chiếc xà rông, đi dép Lào lẹt đẹt, nước da đen đen bánh mật. Thấy chúng tôi, mọi người nhìn nhìn ngó ngó, chỉ trỏ gì với nhau bằng những ngôn từ lạ hoắc. Chúng tôi ăn cơm trưa tại chỗ trên thùng xe, lần đầu tiên ăn cơm vắt. Bẻ đôi cục cơm, tôi thấy ở giữa có nhân là muối đậu. Cầm cục cơm cố nuốt mà nước mắt nghẹn ngào, nhớ những bữa cơm mẹ nấu, rồi có những tiếng ai đó thở dài ngao ngán. Uống vội miếng nước trong bi đông, đoàn xe cũng vội vã lên đường. Mặt trời đã bắt đầu ngã bóng, những cái điệp khúc cũ mềm của những cánh rừng vẫn hiện ra. Rồi cái thị trấn nhỏ Bung Lung kia cũng lùi xa mất hút. Chúng tôi vẫn ngồi yên lặng trên thùng xe, giao phó sinh mạng mình cho anh tài xế. Chở đi đâu thì chở, lúc đầu còn háo hức ngắm nhìn, giờ thì ớn quá, chẳng thèm quan tâm đến cảnh vật xung quanh. Chiếc xe dừng lại, trước mặt tôi là một dòng sông rộng bao la, với bờ dốc thoai thoải ra đến mép nước. Đây rồi, dòng sông Mekong tôi đã từng đọc trong sách vỡ lòng, giờ hiện ra rõ trước mắt tôi. Những làn gió chiều man mác thổi, xua đi những mệt nhọc oi ả suốt mấy ngày qua. Chúng tôi được lệnh xuống xe chuẩn bị hành quân. Tôi tranh thủ chạy đến mép nước, khoát khoát vài cái rửa mặt mũi tay chân. Dòng nước mát làm sao, những làn sóng nhỏ lăn tăn đua nhau vỗ vỗ ỉ ọp bên bờ đất đầy cỏ dại. Đây là thị xã Stung Treng. Những người dân ở đây thấy chúng tôi chỉ đứng xa xa nhìn ngó. Thị xã đơn sơ lặng lẽ như những xóm nhỏ quê tôi, không ồn ào náo nhiệt, không xe cộ tấp nập, nằm bình yên bên bờ đông của dòng sông thơ mộng. Chúng tôi lên phà ngang đưa sang sông.
ngắm nhìn sông nước mênh mông của bầu trời bình yên nơi đất bạn mà chìm trong suy nghĩ bình yên giả tạo. Phà cập bến, chúng tôi bắt đầu cuộc hành quân đi bộ theo tuyến huyện dọc bờ Mekong qua những phung sóc với những ngôi nhà sàn phố huyện Tha La. Trời đã ngả hoàng hôn, chúng tôi hối hả bước đi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến đơn vị. Đây là trung đoàn 143. Sau khi điểm danh quân số, tôi được biên chế về tiểu đoàn 2. Tôi lại lên đường hành quân, ngược về lối cũ, nơi cái bến phà mà lúc chiều tôi mới đi qua. Vừa mệt vừa đói, nhưng vẫn phải cố bước. Trời vừa tối, chúng tôi cũng vừa về tới đơn vị mới. Quyển vở lại sang trang, đang chào đón. Đêm nay, chúng tôi được treo võng ngủ ngon lành trong những hiên nhà của bộ phận thuộc ca bộ. Sau bữa cơm chiều muộn, một giấc ngủ sâu sau những ngày đường mệt mỏi. Mặt trời đã lên cao, chúng tôi choàng thức dậy chẳng có ai gọi, cũng chẳng có tiếng kèn báo thức như khi còn ở quân trường. Đơn vị tôi vắng lặng, chỉ có một vài đồng chí lính cũ đi qua đi lại. Chỉ có đám lính mới tụi tôi lao nhao cười nói với nhau. Tôi hơi ngỡ ngàng và cũng chẳng biết hỏi ai và chúng tôi thì sẽ phải làm gì. Thế rồi có tiếng gọi, tất cả tập trung chúng tôi lại như thành thói quen, ba lô gọn gàng, quần áo nón mũ chỉnh tề tuân lệnh. Đi ăn cơm sáng. Ồ, vậy hả? Chúng tôi được bê những thau cơm đầy trắng tinh, còn nóng hổi thịt heo tươi cũng đầy tươm tất, được các anh nuôi kho nghệ vàng ươm thơm lựng. Tụi tôi cười vui như ngé. Lính chiến trường sao mà ăn sướng thế? Lâu lắm rồi, hôm nay mới được bữa cơm thịnh soạn. Những cái lo âu mường tượng đã tan biến đâu mất. Chúng tôi ăn như chưa từng được ăn. Sao, có ngon không? Tiếng ai đó vừa hỏi. Tôi quay lại thấy một đồng chí già già, nhỏ con, mặc bộ quân phục cũ mềm, không có quân hàm, quân hiệu gì hết. Bước tới sau lưng, cả đám tôi cùng trả lời, dạ ngon. Ông ta cười, rồi chắp tay sau đít bước đi. Tụi tôi ngơ ngác không biết ông ấy là ai. Chắc thủ trưởng mình đó. Không phải đâu, thủ trưởng gì mà ăn mặc quần áo sộc sạch thế. Hay là đồng chí nuôi quân? Cả bọn cãi nhau phán đoán đủ điều. Nghỉ ngơi chừng 5-10 phút gì đó, bỗng có tiếng gọi, tất cả tập trung. Chúng tôi nhanh nhẹn chạy ra cái sân giữa đơn vị. Ai ai cũng hồ hởi vui tươi trên từng khuôn mặt. Ê, thằng kia! Tôi giật thót mình ngơ ngác. Cái ông lính già ban nãy cầm khẩu AK lên đạn cái rẹt, đưa nòng súng lên trời. Bùm! Một phát. Đám lính mới tụi tôi mặt mày xanh lét đứng im re. Lão ta đi qua đi lại hô. Như trước thằng! Lão chỉ thẳng vào tôi. Thằng kia! Ui! Tôi hồn bay phách lạc. Cái thằng con gái kia. Dạ, tôi lý nhí. Lão tiến đến nắm tay tôi giơ lên cao. Tất cả bên trái quay. Tụi tôi quay cái rẹt theo mệnh lệnh. Rồi lão hô to. Nhìn bên phải thẳng. Lúc này lão lấy khẩu AK cầm trên tay. Đi qua đi lại trước mặt chúng tôi. Lão nói. Đây là súng thật, đạn thật. Không phải như quân trường đâu nhá. Rồi lão mở hộp tiếp đạn ra. Khoe, còn đầy đạn vàng chóe. Lão lại lắp vào, rồi lại lên đạn lần nữa, một viên đạn văng ra. Lão đi ngang qua, đến bên tay phải, đưa súng lên, ngắm. Thằng nào đứng lệch ra trước hoặc sau, tao bắn bể ngực. Trời ơi, tôi đứng đầu tiên, tim đập đùng đùng. Lạy trời, ông đừng bắn chúng tôi. Ổng già rồi, có khi nào ổng run tay, bóp cò chúng tôi không? Tôi nín thở chờ đợi. Đùng! Một tiếng nổ vang lên, hú hồn không ai sao cả. Khá lắm, lão tấm tắc khen. Tất cả ngồi xuống, tụi tôi ngoan ngoãn như cún con, không dám ho. Lão kêu một đồng chí quân lực lại, đọc tên từng người. Người nào có tên, lên theo một đồng chí lính cũ. Lần lượt từng người có tên, đứng lên cho đến người cuối cùng là tôi, cũng chẳng có tên. Tất cả được những đồng chí lính cũ dẫn về, còn riêng tôi thì ngơ ngác, không có tên trong danh sách. Ê, cái thằng con gái kia tên gì? Lão chỉ vào tôi. Dạ,
Tên em là... Tôi hụt hơi. Nói lại. Dạ thưa thủ trưởng, tên em... Lão quát to, đứng nghiêm nghị, khuôn mặt dữ tợn, ngược với dáng người nhỏ thó của lão. Báo cáo rõ ràng coi. Tôi lấy hết sức bình tĩnh, nín thở, đứng nghiêm. Tôi, binh nhất Võ Hữu Thành, báo cáo đồng chí thủ trưởng đơn vị. Hết. Có mấy chữ thôi mà tôi đổ cả mồ hôi hột. Lúc này, lão mới cười. Lão ghé tai nói nhỏ với những đồng chí lính cũ đứng sau lưng lão, rồi chỉ trỏ về phía tôi. Một hồi lâu sau, lão gọi một anh lính cũ đến dẫn tôi đi. Bước đi theo anh lính cũ, muốn tò mò hỏi lão là ai mà ghê quá. Có lẽ đoán được ý tôi, anh lính đó nói là thủ trưởng đơn vị mình đó, tên là Ấm, Nguyễn Đức Ấm. Cái tên ấn tượng, cái hành động cũng ấn tượng không kém, làm sao tôi quên được. Về đơn vị mới C5, tôi được các anh lính cũ ở đây rất quý. Với tính cách hiền lành, ngoan ngoãn mà nhanh nhẹn, chưa bao giờ cãi nhau hay nói năng hỗn láo với đàn anh. Rồi một hôm, cái lão Ấm đó xuống thăm đơn vị tôi. Vào một buổi chiều khi đơn vị đang đánh bóng chuyền, lão vẫn đứng chắp tay sau đít quan sát một hồi lâu, rồi nói với đồng chí Vinh đại trưởng cái gì đó. Xong lão kêu, ê, cái thằng con gái vô đây. Tôi ngoan ngoãn tiến đến. Lúc này sao lão trái ngược với mấy hôm đầu tôi gặp. Lão hiền lành cười tươi, vỗ vai tôi khen, giỏi lắm. À, mà mày tên là gì hả thằng con gái? Dạ em tên Thành ạ. Lão cười gật gật đầu, thằng Thành con. Có lẽ lão định nói là con gái, nhưng lão ngập ngừng. Thế là tôi lại có cái tên ghép là Thành con từ đó. Mấy ngày sau, các anh lính cũ đi chiến dịch M1 xong mới về, đơn vị nhộn nhịp cười nói. Tôi lắng nghe mấy anh kể chuyện những trận đánh vừa qua, những gian truân của các anh đã trải. Tôi tròn mắt thán phục. Tôi lân la đến dòm ngó những khẩu cối 60 ly, những trái đạn như trái bắp, tò mò nhìn những khẩu đại liên còn khét mùi thuốc súng. Nhưng các anh hiền lành vui tươi, chia sẻ, coi tôi là thằng út trong đơn vị, có miếng gì ngon cũng kêu. Thành con ơi, thành con hỡi, tôi cảm thấy vui hơn. Một hôm trong bữa cơm chiều, chuẩn bị ăn cơm, có mấy trái ớt nữa là ngon lắm đây Thành à. Tôi dạ, mày sang bên kia xin cái con nhỏ đang làm dẫy kìa, mấy trái ớt nhé. Tôi vô tư, liền quay lưng định đi, nhưng sực nhớ là mình không biết tiếng, liền hỏi. Mấy anh ơi, không biết tiếng nói sao cổ cho? Dễ ẹt hả? Mày cứ nói on sàn lanh bon tê là cổ cho. Tôi ngập ngừng rồi lẩm bẩm on sàn lanh bon tê. Cũng dễ. Thế là đi. Bỗng thằng Linh lính mới như tôi vội chạy theo. Tao đi với. Hai thằng tôi lội xuống một con suối cạn, trèo lên bờ suối bên kia. Tôi thấy một cô gái Khmer me đang cầm cái dao phát phát bên bờ ruộng. Hai thằng tôi tiến đến gần. Tôi đi trước, thằng Linh đi sau. Gần đến nơi, tôi quên mất là nói câu gì. Đang cố nhớ thì thằng Linh chồm lên, lật cái tay ra, đọc một mạch. On sà lanh bon te. Thì ra nó viết trên tay nó. Tôi định khen, sao mày giỏi thế. Cô gái nghe xong vẫn im lặng, không phản ứng gì. Nó đọc lại một lần nữa. On sà lanh bon te. Cô gái tròn mắt, vung cái dao cao lên, nói như quát. Đồ cà trớn. Thằng Linh hoảng quá bỏ chạy. Tôi cũng định chạy theo, nhưng trượt chân té nằm sóng xoài bên bờ ruộng. Ôi chết rồi, cổ mà chém một cái thì không sao đỡ nổi. Nhưng cô gái ấy thấy tôi té, đứng che miệng cười. Tôi bất ngờ với câu nói tiếng Việt rất rõ ràng. Đồ cà trớn. Tôi vội vàng xin lỗi rối rít. Xin lỗi cô, tôi không biết tiếng. Mấy anh kêu qua cô xin ớt thì nói vậy. Cô gái cười hồn nhiên. Anh chờ chút. Tôi hú hồn, tim đập chân run. May mà cô ấy hiểu. Thế rồi cô vô nhà lấy cho tôi một nắm ớt. Tôi cảm ơn, rồi chạy vội vã ra về. Thằng Linh chạy về trước, mặt mày không còn chút máu. Tôi về sau, quần áo lấm lem vì bị té. Mấy anh lính cũ được một phen cười vỡ bụng.
Giỏi ghê, biết nói cả tiếng miền luôn. Thấm thoát, thời gian cũng trôi qua chừng vài tháng. Một hôm tôi được gác. Cái vọng gác là một cái ụ mối xa xa, cách khu nhà ở của đơn vị khoảng chừng 50 mét. Trời đêm nay trăng sáng tỏ, từng vì sao lẻ loi cô đơn trên bầu trời soi sáng xuống khoảng rừng âm u mờ ảo dưới màn sương đêm. Ngồi ôm súng, mắt không ngừng quan sát mọi động tĩnh xung quanh, hai cái tai như dựng đứng để lắng nghe từng tiếng côn trùng rên rỉ. Gần một giờ trôi qua, vầng trăng chui qua các vầng mây, bầu trời đêm tối sầm lại. Bỗng nghe có tiếng rù rì thầm thì như đang nói nhỏ, hai cái lỗ tai như dựng ngược. Tôi lấy cây súng áp cái nón cối lên nòng đưa lên, nhưng tôi thì lại nằm dí xuống đất. Tiếng thì thầm lúc gần lúc xa, chói hay là bắn chết. Cái âm thanh tôi tưởng tượng nghe nổi da gà từng lớp. Ôm súng lên tôi vọt chạy, chạy thật nhanh, lao vô nhà kêu lay đồng đội dậy. Mấy anh ơi, dậy nhanh, địch, địch. Nghe tôi gọi báo động, cả đơn vị tôi lăn xuống đất, súng đạn bò ra giao thông hào. Tôi thở hổn hển chỉ về hướng có tiếng thì thầm. Hơn 30 phút im lặng theo dõi thì phát hiện hai con chim dụ dị đang đi ăn đêm, gọi nhau bằng cái lời thì thầm quái đản kia. Tôi cảm thấy hối hận vì đã làm đồng đội mất ngủ một đêm. Cái kỷ niệm nhớ đời ấy làm sao tôi quên được. Đơn vị tôi đóng quân ở ven rừng gần một con suối nhỏ của bìa Phum Tha La. Hằng ngày chúng tôi vượt qua con suối ấy vô đến một ngọn đồi nhỏ là cái thao trường của tiểu đoàn tôi tập trận, luyện những bài đánh địch phòng ngự trên điểm cao. Cứ chiều đến, cử một trung đội đi tuần tra quanh khu vực của doanh trại chừng 4-5 km, rồi quay về trước hoàng hôn đều đặn mỗi ngày. Một hôm, cũng trong cái thường lệ ấy, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, trên đường về đơn vị, cả trung đội đi tuần của tụi tôi ghé vô một cái nhà sàn của người dân nằm cô đơn giữa một mảnh ruộng dưới một gốc me già cổ thụ. Mấy anh lính cũ hình như đã thân quen với gia đình này lắm thì phải, nên rất tự nhiên cười nói. Tôi nghe cả tiếng Việt và tiếng Khmer lẫn lộn nhau, rồi những tiếng cười giòn tan đùa giỡn với các cô gái trong nhà. Còn tôi vừa sợ vừa bỡ ngỡ nên không dám vô nhà mà chỉ loanh quanh dưới đất, rồi đứng ngắm trời đất xung quanh. Thanh, tôi giật mình khi có người gọi tên. Vào đây chơi, làm gì mà đứng một mình buồn vậy? Bộ nhớ người yêu hả? Dạ thôi, để em đứng cảnh giới, tôi biện hộ. Gớm, không có mày cảnh giới, chắc mấy thằng anh mày chết hết rồi hả? Tôi sợ mấy ảnh la nên leo lên cái cầu thang bước vào nhà, ngồi khép nép bên cái cửa. Xin giới thiệu với mẹ, với em, đây là Thành của nhà mình. Thành con chứ? Tiếng ai đó vừa chen vào, rồi tất cả cùng cười ha hả. Lúc này tôi mới dám cúi đầu chào khẽ. Bà mẹ già người Khmer ngồi phía cuối nhà, sau lưng bà là một cô gái lấp ló, có nửa khuôn mặt ngồi nấp sau bờ vai của bà mẹ. Bà ậm ừ nói, con tóc Thành. Bà nheo nheo con mắt nhìn tôi, rồi quay lại nói gì vào tai cô gái đó. À đúng rồi, con tóc Thành người yêu của em đó phải không Paul? Đúng rồi đó, cả đám lính nhà ta xôn xao, kéo tôi vào cho gần chỗ bà cụ và cô gái đó. Tôi giật mình, nhận ra cô gái đó chính là cái cô lần đầu tôi gặp để xin ớt. On xà lanh bon tê, bị cổ chửi là đồ cà chớn mới cách đây mới vài hôm. Tôi đỏ mặt xấu hổ, bẽn lẽn chạy ra ngoài, đứng nấp sau gốc me. Sau một hồi cười giỡn, chẳng ai còn nhớ đến sự vắng mặt của tôi. Nhưng khi tôi quay vô nhìn thì bắt gặp ngay cái ánh mắt trìu mến của người con gái đó đứng trộm nhìn tôi từ bao giờ sau cánh cửa. Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, mới ngày nào đặt chân lên vùng đất lạ này mà đã gần 3 tháng rồi. Hằng ngày chúng tôi vẫn hay đi qua đi lại chỗ này. Rồi một hôm tôi được phân công chốt giữ cái thao trường vào ban đêm cùng một tiểu đội. Khi đơn vị về doanh trại hết thì bọn tôi ở lại tổ
tuần tra thao trường rồi về điểm chốt. Tôi chợt nhớ là hôm nay quên đem tấm đắp nên vội chạy về doanh trại để lấy, vừa chạy qua trước cửa nhà cô gái đó. Bon Thanh, tôi dừng lại. Pau kêu tôi hả? Chứ còn ai nữa? Bon đi đâu vậy? Tôi nói mình đi công việc. Có thể ở đây chơi tí được không? Trời ơi, sao cô này nói tiếng Việt giỏi thế? Nói như những cô gái Việt thật sự. Làm tôi vừa ngỡ ngàng vừa tha thiết những dư âm của thời bạn bè nơi đất mẹ. Tôi không nỡ lạnh lùng với ánh mắt đầy lưu luyến của cô. Tôi gật đầu. Cô gái ấy vẫy tay ra hiệu tôi vô nhà. Tôi bước theo cô vô nhà. Trời cũng bắt đầu tối. Đến đây không được nghĩ bậy cho tôi à nha. Bon à, Bon có biết tại sao mẹ thương Bon nhiều không? Tôi bất ngờ với câu hỏi ấy, chỉ im lặng rồi lắc đầu. Ngày trước, hồi năm 79-80 gì đó, ngày mà con tốt Việt Nam đánh đuổi bọn Pốt, cũng ở đây có một đơn vị của bộ đội Việt Nam đóng quân, có một người cũng tên Thành, giống tên của Bon đó, đã cứu giúp mẹ và gia đình thoát chết trong gang tấc. Rồi mẹ hứa mẹ sẽ gả em cho Bon Thành đó. Mẹ nói với em phải học tiếng Việt cho thật giỏi, sau này sẽ lấy chồng là con tốt Thành Việt Nam. Mấy tháng sau, mẹ nghe tin Bon Thành hy sinh ở Tà Bem. Bon buồn và khóc nhiều lắm. Nay nghe mọi người nhắc đến tên Thành, mẹ nhớ. À ra vậy, tôi được hưởng cái sái tình cảm của bà và em Pau vì cũng trùng cái tên thôi, mà tôi cũng cảm nhận được cái tình cảm rất chân thật của một con người đã luôn nghĩ về người mình yêu. Tự nhiên tôi thấy gần gũi hơn sau những lời tâm sự của cô gái. Anh chỉ giống cái tên, chứ có giống người đâu phải không Pau? Không, Bon và Bon Thanh giống nhau nhiều lắm. Chắc là cổ mường tượng thôi, chứ làm gì giống nhau. Ôi, ngồi nói chuyện có chút xíu mà đã hơn cả giờ đồng hồ rồi. Ngoài kia trời đã tối tự bao giờ. Ánh trăng treo cao, soi rõ cả một khoảng sân nhà. Tự nhiên hôm nay trong nhà có một nam một nữ ngồi nói chuyện. Tôi thấy ngại vô cùng, giả vờ đứng dậy ra ngắm trăng, rồi hai đứa bước xuống sân nhà. Bon ở Việt Nam có người yêu chưa? Bất ngờ cổ hỏi tôi. Tôi mỉm cười. Anh chưa có. Bon có muốn lấy vợ ở đây không? Ồ hồ, không biết ngày mai sẽ sống chết ra sao mà vợ với con. Nếu Bon không chê thì em đợi Bon xong nghĩa vụ mình cưới nhé. Trời trời, tự nhiên hai bờ vai lạnh buốt, nghe mơ hồ quá. Thôi anh về nha, kẻo bị đơn vị kỷ luật. Không, Bon chờ chút nữa đã. Cô níu kéo chỉ hoãn thời gian. Xa xa, bà cụ đi đâu trong phum về vội vã. Thấy tôi, bà cụ cười tươi, nói một hồi bằng tiếng Khmer. Tôi chẳng hiểu mô tê chi hết, cũng cười hì hì. Phải nhờ thông dịch viên là cô gái đó dịch lại tôi mới hiểu. Hôm nay, nhà bà ở ngoài phum có cúng, đám rỗ, nên bà về muộn có ít bánh đem về làm quà cho mấy đứa chốt trong núi. Tôi thấy cũng vui mà cũng lo, cái lo vu vơ hoài nghi lòng tốt của người dân đối với những người lính chúng tôi. Tôi từ chối xin về. Bà cụ lúc này tỏ vẻ hờn giận, tôi cũng không nhận. Tôi chào bà, vừa quay lưng bước đi, bỗng bà cụ khóc òa nức nở. Tôi hoảng quá quay lại. Bà vừa khóc vừa nói gì quá trời, tôi không hiểu luôn. Qua lời dịch của cô gái, tôi mới hiểu rằng bà lúc nào cũng rất yêu quý bộ đội Việt Nam. Bà coi các anh là con của bà mà từ chối món quà của bà. Bà buồn nhiều lắm, mà người làm bà buồn nhất chính là tôi. Tôi lại ôm bà. Con xin lỗi mẹ nha, con sẽ nhận. Tôi vội vã ra về, khệ nệ từng bước, vai mang súng, vai mang bánh, tay ôm một mớ đủ thứ, không biết cái gì mà nhiều mà nặng thế. Chạy về đến điểm chốt, tôi kêu tất cả anh em lại và kể đầu đuôi câu chuyện mà tôi có được món quà này. Cả bọn tụi tôi cười hớn hở, mở vội ra coi. Những cái bánh giống bánh tét, ở giữa là nhân chuối,
to bằng cái cổ tay, gói trong lá chuối, rồi cơm nếp với thịt ếch xào. Cả bọn xúm lại ăn ngon lành, còn tôi không dám ăn, chỉ ngồi nhìn suy nghĩ lung tung. Những hoài nghi vẫn đeo đuổi tôi, luôn cảnh giác. Lỡ nó giả bộ cho mình ăn, có khi bỏ thuốc độc hoặc thuốc mê gì trong đó, rồi việc gì sẽ đến? Trời, nghĩ đến đây đã nổi da gà. Được được, mày khá lắm, ngày mai cho mày đi tiếp. Đó, tôi thì lo xa, còn mấy cha nội này vô tư vậy, thoáng cái hết sạch rồi cười khà khà. Thấm thoát, thời gian trôi cũng khá nhanh. Hôm nay đơn vị chuẩn bị một cuộc hành quân truy quét. Lần đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ, tôi ba lô súng đạn lên đường cùng đồng đội. Tôi mang khẩu AK, hai quả lựu đạn cùng 5 băng đạn, lương thực cho 10 ngày hành quân. Buổi hành quân đầu tiên trong đời mang nhiều âu lo. Tôi đi theo đội hình bộ binh và chỉ biết đi cho kịp đồng đội đi trước và đi đến đâu, rồi khi nào về, trong tôi là con số không tròn chỉnh. Tôi chỉ biết tuân lệnh người chỉ huy như một cái máy. Một ngày đường hành quân xuyên rừng dưới trời mưa tầm tã, rồi đơn vị dừng quân bên một bờ suối. Tôi được phân công nằm canh gác một góc rừng. Đồng chí Thành có nhiệm vụ cảnh giới từ ụ mối bên trái theo hướng tay tôi chỉ đến cái gốc cây bằng lăng kia. Đồng chí rõ chưa? Rõ ạ. Sau sự phân công của đồng chí tiểu đội trưởng, tôi ngoan ngoãn tuân theo như một cái máy. Đầu tiên, tôi chọn cho mình một chỗ vừa có thể quan sát phía trước, vừa có thể đề phòng thủ cái gáo. Lỡ có thằng pốt nào nó phát hiện, nó tỉa là coi như xong. Mỗi người nằm cách xa nhau khoảng 10 mét. Tôi treo võng nằm thấp lè tè ngang với mặt cỏ của rừng khộp mùa mưa. Cái tăng mưa cũng không dám căng lên khi trời còn sáng vì sự tụi pốt nó phát hiện. Tôi ngồi co ro ôm cây súng, mắt thì láo liên dòm ngó, con mỏng cắn cũng không dám đập mạnh, đợi trời tối mịt mới dám căng lên. Đêm đầu tiên ngủ rừng sợ lắm, sợ rất nhiều thứ. Mỗi đứa nằm cách xa nhau, không dám ho, không dám bước chân xuống đất vì sợ rắn rết. Nằm cứ phập phồng lo lắng, xa xa nghe tiếng hổ gầm, sợ mình ngủ quên rồi điều gì sẽ đến khi ngày mai có còn nhìn thấy được ánh mặt trời nữa không. Và giờ đây sao mình ước mơ được bình yên, được nằm trong ngôi nhà ấm áp tràn đầy yêu thương của gia đình, được nói chuyện, được cười vui, sao mà nghe xa xôi quá. Suy tư cứ miên man, cứ dặn lòng không được ngủ, phải cố gắng lên. Ôi thế mà tôi cũng thiếp đi tự lúc nào. Tôi giật mình tỉnh giấc thì trời vừa sáng, mỉm miệng cười thầm cảm ơn trời đất đã che chở cho con một đêm bình yên. Rồi những ngày tiếp nối trôi qua, hôm nay đơn vị phải hành quân vượt sông. Chao ôi, nhìn xuống dòng sông nước chảy cuồn cuộn đục ngầu, cái bờ xa lắc ở bên kia, không ghe cũng chẳng thuyền. Đồng đội tôi lần lượt cởi áo quần, ba lô đạn dược cho vào một tấm tăng rồi cột lại, nhảy ùm xuống bơi qua. Cây súng gác chễm chệ trên cái tăng mưa như cái bệ tỳ chiến đấu. Tôi cũng bắt chước làm theo. Ui, cũng hay ấy nhỉ. Ba lô đạn dược đùm lại trong tấm tăng mưa, giờ nổi lình bình như cái phao. Ta chỉ việc gác cây súng lên trên là bơi được rồi, đâu có mất nhiều sức. Lần đầu tiên ấy, hết cái bỡ ngỡ này đến cái bất ngờ khác, làm sao tôi quên được. Rồi một ngày nọ, mấy anh rủ tôi đi đào măng khộp về cải thiện. Thành à, mày chuẩn bị cuốc xẻng đi đào măng khộp nhá. Dạ, tôi hào hứng, thầm nghĩ, cây khộp này mà cũng có măng à? Mà măng nó ra sao nhỉ? Bao suy nghĩ cộng với sự tò mò, tôi rất phấn khởi. Nhưng em không biết, mấy anh chỉ nha. Tao chỉ chỗ nào, mày cứ đào lên là thấy thôi. Tôi đi cùng hai anh lính cũ ra tuốt bìa rừng xa xa ngoài doanh trại. Đây nè, mày đào chỗ này đi. Anh chỉ gần một gốc cây khộp to, rồi giả bộ đi lòng vòng dòm dòm ngó ngó mấy gốc cây khác. Tôi chăm chỉ vạt cỏ ra, cắm cúi đào rất nhiệt tình.
được một cái hục khá to. Mệt quá, tôi chống cuốc. Sao em không thấy măng nào hết vậy? Chắc cây đó không có. Vậy mày qua đào cái cây này đi, hy vọng là cây này có đấy. Tôi vô tư vẫn nhiệt tình đào tiếp, đâu biết rằng hai cha nội kia đang mỉm cười gạt tôi. Thôi chắc không có đâu, mình đi kiếm cái khác, chứ đào măng cực quá. Tôi hơi hụt hẫng nhưng cũng dạ, vì cũng muốn thấy được măng khổp nó ra sao. Mày lại chỗ kia đứng cảnh giới cho anh, để anh đào cho. Tôi ngoan ngoãn ra đứng đầu kia cảnh giới. Trời ạ, hai cha nội kia dụ tôi ra đó đào lỗ, xong hai cha ngồi ị. Tôi giận quá, bỏ về một mạch mà không nói không rằng. Mấy ngày sau tôi giận không nói. Cuối cùng hai cha nội lại năn nỉ, rồi xin lỗi tôi bằng một đêm gác thế để cho tôi ngủ. Vậy mới đó mà cũng hơn nửa năm trôi qua. Hôm nay tôi thấy mệt quá, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi bị sốt rét, những cơn sốt rung người bần bật, những cái lạnh khủng khiếp từ trong xương thịt, cái nóng hầm hập ngoài da. Ăn được miếng cơm là ói, đến lòi cả mật xanh. Qua cơn sốt, cái miệng nó đắng vô cùng. Đến ngày thứ bảy, từ khi bắt đầu sốt, tôi mê man, rồi nói sảng linh tinh. Tôi bị sốt rét ác tính, đến không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở bệnh xá trung đoàn với chai nước biển treo lủng lẳng ở đầu giường. Cơn sốt qua đi, tôi giờ giống như tàu lá chuối, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió là cũng ngã, lẹo vẹo liêu siêu, mỗi ngày phải bị vạch mông chích thuốc. Trời, thấy cái kim là hết muốn sốt luôn. Nó to mà nó dài, khéo đến 50 phân. Phập một phát vô mông, cùng với tiếng nói của mấy vị bác sĩ. Co chân lên. Thuốc chạy vô, nghe nhức buốt cả người. Tôi ráng chịu cười ra nước mắt. Nhìn đồng đội tôi bên cạnh, cũng có khác gì tôi đâu. Tuổi mới 19 đôi mươi, mà như ông già, chống gậy đi lom khom hai hàng. Hai tuần nằm viện rồi cũng trôi qua. Nay tôi được xuất viện về lại đơn vị. Một mình khoác chiếc ba lô lép kẹp, tôi vội vã về đơn vị. Con đường như trải dài theo những bước chân vắng lặng uốn lượn dưới những cánh rừng khộp. Bao la, tâm hồn bay bổng, tôi khẽ hát. Khi nghĩ về đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trở về đơn vị sau cơn sốt rét kinh hoàng phải nằm viện, tôi trở nên ốm yếu xanh xao. Anh em trong đơn vị rất thương yêu. Cuộc đời lính chiến quanh quẩn với cơm gạo mục, nước muối gạo rang, mắm kem, rau muống xào có chút mì chính nữa là xong. Lâu lâu anh em có săn bắn được con trồn hay con gà rừng về cải thiện, đều nhường cho tôi phần ngon hơn. Những tình cảm thân thương của đồng đội làm sao phai mờ trong trí nhớ của tôi một thời binh nghiệp. Rồi một hôm, tôi được đơn vị cử đi học lớp trinh sát của đại đội. Tôi được chọn cũng vì vừa nhỏ con lanh lẹn, vừa gác bút nhà trường chưa vướng bận yêu đương. Tôi nhận nhiệm vụ mà không hề đắn đo suy nghĩ, vô tư và hồn nhiên. Đâu biết rằng cuộc đời của người lính trinh sát đầy hiểm nguy gian khổ gấp mấy lần. Hàng ngày tôi lên tiểu đoàn bộ cùng bộ phận trinh sát học lý thuyết địa bàn, bản đồ, cách đắp một sa bàn nổi, học đánh võ, học cách đánh bắt tù binh, cách tiếp cận mục tiêu, rồi được về trung đoàn học bồi dưỡng bắn tiểu liên, bắn găm, bắn đánh gần giáp lá cà nữa. Thật hấp dẫn, thu hút sự vô tư của tôi trong từng môn huấn luyện. Tôi đâu biết rằng đây là những bài học thực tế sau này và sắp tới đây tôi phải trải nghiệm. Khi hành quân là đi trước để dẫn đường cho đơn vị, vì mình đã biết qua bản đồ, qua tham mưu tác chiến cùng bộ chỉ huy hành quân. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn khi bàn bạc với các cấp chỉ huy, xác định điểm đứng, xác định tọa độ phương hướng, hướng nào là hướng địch, hướng nào là hướng ta.
khoảng đường xa hay gần, những người lính trinh sát phải nắm rõ. Tôi được trang bị khẩu AK bán gấp mới toanh. Từ đây, nó và tôi đã trở thành đôi bạn thân không thể tách rời nhau trong suốt cuộc đời quân ngũ. Thời gian vẫn êm đềm trôi qua. Hôm nay cả đơn vị tôi chuẩn bị hành quân lên đường chiến dịch. Sáng sớm tinh mơ, trời vẫn còn chưa sáng rõ, chúng tôi được mệnh lệnh hành quân di chuyển. Cả đơn vị lặng lẽ ba lô súng đạn lên đường, không lời từ biệt, chẳng phút chia tay, chỉ có những tiếng bước chân xào xạc. Khi màn đêm vẫn còn bao phủ dưới bầu trời âm u đầy sương lạnh. Tạm biệt nhé Tha La, chúng tôi bắt đầu cuộc hành quân xuyên rừng. Đến khi trời sáng, chúng tôi cũng vừa ra đến con đường đất đỏ trải dài theo những cánh rừng khộp mênh mông. Con đường vẫn dài tít tắp theo những bước chân mỏi nhừ với ba lô nặng trĩu trên vai của từng đồng đội. Bao lần dừng nghỉ rồi, cũng bao lần đứng lên đi. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng đầu mùa như thách thức, như đua tranh với từng bước chân của chúng tôi, mồ hôi nhễ nhại. Chuyện đằng sau, nghỉ. Chúng tôi chỉ trông chờ cái mệnh lệnh đó. Tất cả chúng tôi đặt ba lô ngồi xuống thở dốc. Đứa thì lấy nhành cây, phất qua phất lại, làm quạt. Đứa thì lấy nón lấy mũ, quạt lấy quạt để. Tôi mệt quá, ngồi bạch luôn xuống vệ đường. Bỗng tôi nghe tiếng chửi thề. Đờ mờ, mày muốn chết hả? Rồi tiếng liên đạn rẹt rẹt, bùm. Một tiếng súng vang lên. Tôi quay lại nhìn về phía sau, thấy thằng trưởng đứng lên, tay xách cây súng, tay cầm quai ba lô, rồi lảo đảo ngã khuỵu xuống mặt đường. Mới đầu ai cũng tưởng có lẽ đồng đội tôi bị say nắng. Ai ngờ nhìn dòng máu nóng chảy ra trên ngực áo. Ông Vinh bắn chết thằng trưởng rồi, tiếng ai đó la lên. Cả đơn vị nhốn nháo, nhưng cũng lại vào trật tự ngay. Tất cả các anh chỉ huy, từ tiểu đội đến đại đội tiểu đoàn, đều làm công tác tư tưởng để trấn an bộ đội. Ôi, cái ông Vinh đại trưởng, lúc nãy hùng hồn chửi bới, cầm súng đe dọa. Giờ tôi thấy rõ sự hối hận của ông với cặp mắt đỏ hoe ứa lệ. Ông lấy súng đập vào đầu mình bốp bốp, sự hối hận muộn màng. Đã làm một đồng đội tôi vĩnh viễn ra đi. Ông đã tước đi cái quyền được sống của người đồng đội và tự tước đi cái quyền đại đội trưởng và quyền tự do. Ông đã bị vệ binh còng tay sau đó dưới con mắt miệt thị của bao người. Cuộc chiến với quân thù chưa bắt đầu mà đã có hy sinh, một nỗi buồn vô tận len lỏi trong tâm tư. Cả đơn vị lại tiếp tục cuộc hành quân, không ngừng nghỉ, vội vã, u sầu. Rồi chiều đến, đơn vị dừng quân nơi ven đường. Chúng tôi phải vô tận sâu bên trong đường chừng 100 mét đào công sự. Vừa mệt vừa đói mà phải đào hố chiến đấu cá nhân vì an toàn cho bản thân. Phải cố gắng mặc cho mồ hôi nhễ nhại. Tôi tự động viên mình. Gần một tuần trôi qua, chúng tôi đã đến được Đầm Rây. Nơi đây là khu vực tập kết chuẩn bị mở màn chiến dịch giải phóng ba biên của toàn quân khu. Có dòng sông Sa Bâu khúc cạn khúc đầy ngoằn ngoèo dưới những cánh rừng già chia đôi biên giới giữa Lào và Cam. Đơn vị tôi đóng quân tạm thời dọc theo bờ sông cạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc chiến đầy cam go phía trước. Đơn vị được dừng quân tập kết bên dòng sông Sa Bâu để làm công tác chuẩn bị cho trận đánh lớn vào những ngày tới. Chúng tôi chỉ biết ngày và đêm, còn ngày nào tháng nào thì tôi không hề hay biết. Nhưng tôi nhớ, hình như gần cuối năm rồi, mùa khô cũng sắp bắt đầu. Bởi những con suối nhỏ chảy vào nhánh sông đều khô cạn, tụi lính nhà tôi còn tranh thủ be bờ tát cá để cải thiện bữa ăn. Một ngày trời nắng đẹp, buổi sáng bình minh, mặt trời vừa lấp ló ở chân trời xa xa, nơi quê hương yêu dấu của người lính chúng tôi vừa ló dạng mỉm cười chào đón những đứa con xa xứ đang chuẩn bị vào cuộc chiến.
hối hả âm thầm bận rộn. Toàn đơn vị chúng tôi, cả mặt trận 579, đầy đủ các binh chủng đều tập trung về đây Đầm Rây làm lễ ra quân giải phóng vùng Ba Biên, chiến dịch K1. Tôi nhớ như in từng động tác chào của đồng chí Phạm Tấn Bá, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315, báo cáo đồng chí Thủ trưởng Nguyễn Trơn, Tư lệnh quân khu. Toàn đơn vị sẵn sàng chờ lệnh. Tôi đứng xếp hàng sau đồng chí trung đội trưởng. Trước mặt tôi là dàn cao xạ chễm chệ hiên ngang và nghiêm trang nghe lời tuyên thệ. Thề quét sạch lũ tàn quân Pol Pot trên vùng đất Ba Biên. Sau lời phát biểu và mệnh lệnh hành quân do tư lệnh phát ra, một tràng cao xạ 12 ly 7 rền vang, rồi những chiếc xe tăng gầm rú phun khói mù mịt nối đuôi nhau. Những chiếc xe kéo trọng pháo 105 ly, 85 ly, 37 ly lần lượt xuất quân. Chúng tôi bắt đầu hành quân trong đoàn quân nhộn nhịp. Những chiến xa cứ lướt qua bụi mịt mù, còn chúng tôi thì vẫn đi bộ hàng một dài tít tắp bên vệ đường. Qua trưa rồi đến chiều, những cảnh nhộn nhịp xe pháo cũng rẽ đi hướng nào không biết, chỉ còn lại những người lính chúng tôi im lìm. Cái con đường bụi mù kia cũng chẳng còn nữa, và xung quanh chỉ im lặng với những cánh rừng già hoang vu. Một đêm trôi qua sau một ngày hối hả, tôi giờ cảm thấy quen hơn, không còn bỡ ngỡ như lần truy kích, móc tăng mưa, treo võng, làm giá để ba lô rất nhanh, gọn. Lại một ngày mới bắt đầu. Lúc này, đơn vị chúng tôi hành quân đi chung với một đơn vị thanh niên xung phong của bạn. Mới nhìn, cứ tưởng là dân vì họ không mặc quân phục. Họ gùi đạn cõng lương thực phục vụ cho bộ đội ta. Cũng có những con gái, con trai, nhưng đến chiều, tất cả họ dừng lại, còn chúng tôi đi tiếp. Trời đã về chiều, những tia nắng yếu ớt xuyên qua những tán lá của rừng già. Chúng tôi đã bắt đầu tiến vào chân núi, như thử thách từng bước chân của người lính. Nó cứ cao dần, theo từng nấc thang bình độ. Khung cảnh âm u của núi rừng biên giới thật đáng sợ. Lặng lẽ, âm thầm, bí ẩn những hiểm nguy, muôn vàn cạm bẫy như đang răng ra chờ trực. Tôi cố bước đi, từng bước chân, từng bậc đá. Trời tối hẳn, không gian như cô đặc. Thỉnh thoảng, những trái pháo mồ côi của bọn Pốt từ trên đỉnh núi bắn vu vơ, trái nổ gần, trái nổ xa. Sương đêm rơi dày đặc, buốt người. Trời tối mịt, xòe bàn tay không thấy. Đoàn quân vẫn lặng lẽ leo núi trong đêm. Người sau vịn ba lô người trước. Tôi lấy cái khăn mặt vắt lên ba lô đồng đội phía trước để thấy đường mà bước theo. Đôi mắt mở thật to, cố nhìn để mà bước, mà leo. Trời càng về khuya, dốc núi càng đứng, càng treo leo qua từng vách đá. Thương lắm, những anh mang hỏa lực nặng nề, cố hết sức, những hơi thở phì phì khi trèo qua mỏm đá cao, há hốc mũi mồm thi nhau thở. Sương núi ướt đẫm hòa quyện cùng mồ hôi, trong đêm khuya lạnh run người, lạnh bên ngoài, lạnh cả bên trong. Ở hậu phương có mấy người biết, có mấy người nhớ đến những người lính chúng tôi khi họ đang tung tăng dạo phố, đang cà phê tiếng nhạc sập sình hay đang trong vòng tay yêu thương nồng ấm. Có lẽ chỉ có mẹ thôi, chỉ có những người mẹ luôn nghĩ về những đứa con thân yêu đang cầm súng chiến đấu để bảo vệ cái bình yên cho nhân dân. Mẹ ơi, con sẽ về với mẹ. Trong sâu thẳm đáy lòng, con sẽ bình yên, con sẽ về với mẹ, với quê hương. Chào các đồng đội thân yêu, đã trải qua hơn 35 năm vào cách tháng 3 năm ấy, năm 1985. Tôi là Võ Hữu Thành, lính trinh sát tiểu đoàn 2, trung đoàn 143, sư đoàn 315, xin viết đoạn hồi ký cuộc chiến đồi 508 cùng với đại đội 7 hoành tráng mà cũng bi thương, một ký ức không thể nào quên
trong cuộc đời quân ngũ. Vào thời điểm này, tụi Pol Pot không thể vượt biên từ đất Thái thẳng về Campuchia được vì các điểm chốt đã bị bộ đội ta vây chặt chốt giữ, nên chúng tìm mọi cách để vượt vào nội địa đánh phá ta. Từ hướng Ba Biên bên đất Thái, chúng vòng lên hướng Bắc, mở hành lang, vận chuyển vũ khí quân dụng, xâm nhập vào đất Lào, rồi tìm cách qua Campuchia. Nhận diện được tình hình đó, đơn vị chúng tôi được cấp trên chỉ đạo, thường xuyên tuần tra truy quét địch dọc theo đường ba biên giới, cả hai tuyến, dưới chân núi thuộc đất Lào và luồn sâu dọc biên giới trên đất Thái. Đặc biệt, tổ trinh sát tụi tôi lúc nào cũng luồn rừng bên đất giặc, nắm bám từng động tác của chúng, kịp thời tham mưu với chỉ huy. Hôm ấy, đơn vị chúng tôi bắt đầu hành quân vượt qua biên giới từ khu vực cửa mở đồi 504 với một đại đội xuyên về đồi 508. Tổ trinh sát chúng tôi có 3 người vạch lá xuyên rừng, đưa đội hình di chuyển âm thầm, bí mật từng bước tiến về phía trước. Đến ngày thứ 2, khi mặt trời đã khuất trong rừng, mọi thứ trở nên âm u, huyền bí và mờ ảo. Đơn vị chúng tôi vừa vượt qua cái khe núi, lính trinh sát gọi là tụ thủy, để dừng quân. Cùng lúc đó, anh Mừng tiểu đoàn trưởng người Thanh Hóa, anh Giác đại đội trưởng và tôi cùng tổ trinh sát tiến lên phía trước để nắm bắt tình hình và phương hướng tác chiến. 5 người chúng tôi đi thêm một đoạn thì bỗng nghe tiếng xì xào nói chuyện. Tôi vẫy tay nằm xuống. 2 thằng Pốt đi vội vã xuyên qua về hướng Lào. Trời sắp tối, tôi tiến lên phát hiện một hành lang của bọn chúng cắt ngang trước mặt. Cuộc hội ý chớp nhoáng, anh Mừng đưa ra phương án chặn đánh vỗ mặt vì phía trước là dốc đứng, phía sau là khe suối. Ngay lập tức, anh cho triển khai đội hình B1 và B2 chặn đầu đường phía tây cùng 2 trái mìn Claymore làm chính diện. B3 chốt đầu đường phía đông cùng 1 trái Claymore. Còn cái đám bùng nhùng tụi tôi, bao gồm chỉ huy, anh nuôi, y tá, thông tin, nằm ở giữa, ngay trên con đường của địch. Đêm nay trời không mưa, nhưng sương núi dày đặc. Anh Mừng cùng tôi, 2 anh em treo võng nằm sát nhau. Trời càng về khuya càng lạnh, anh chở mình không ngủ, tôi cũng vậy. Anh nói, sao mày không ngủ? Tôi trả lời, lạnh quá, ngủ không được. Nhưng thật sự, tôi đang lo cho trận đánh, có thể ngày mai hay lúc này không chừng, tôi hồi hộp. Nhưng anh cũng vậy. Tôi hỏi, sao anh cũng không ngủ? Anh nói, sao giờ này nhớ vợ quá? Rồi anh kể chuyện tình của anh, từ lúc yêu nhau đến khi thành vợ thành chồng, tính ra cũng 5-7 năm gì đó, nhưng dồn lại khoảng vài tháng bên nhau. Đến giờ anh vẫn chưa có con. Anh kể nhiều, nhiều lắm. Còn tôi thì nằm lắng nghe. Tôi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ mấy đứa em. Mẹ tôi tảo tần buôn bán nuôi mấy anh em. Bất chợt, anh vỗ vai tôi nói, Thành ơi dậy đi. Tôi choàng dậy theo lệnh anh. Nhưng trời chưa sáng mà anh. Anh nói, lúc chiều mình thấy 2 thằng đi qua, có khi sáng nay nó dẫn đội hình quay về không? Tôi ngần ngừ suy nghĩ. Anh quả quyết chắc chắn, sáng mai nó sẽ về. Anh kêu liên lạc ngay bây giờ, kêu đội hình B2 và tháo một quả mìn Claymore cơ động về đầu đường hướng đông. Trời biên giới bắt đầu chuyển mình hừng sáng. Xa xa có tiếng gà rừng gáy. Trời sắp sáng rồi, anh Mừng ngồi dậy cuốn vội tấm tăng mưa. Anh nhắc tôi cột dây giày chặt vào. Tôi cũng vội vàng làm theo, thu gọn sạch sẽ dấu vết để lại. Tất cả đã sẵn sàng, kể cả anh nuôi hay các bộ phận khác cũng ở tư thế sẵn sàng, rồi nằm yên chờ đợi, hồi hộp, kèm theo nỗi lo âu. Trời sáng rõ, bỗng nghe 2 tiếng súng nổ vang của bọn địch ở cách ta không xa lắm. Ô, thế ra bọn địch cũng dừng quân ngủ, cách ta đâu có vài trăm mét. Đúng như dự đoán, chúng đi từ hướng đông về. Đi đầu là một tốp 3 thằng, theo sau một đoạn tầm 10 mét là mấy con Pốt nữ cùng một đám lố nhố. Chúng chỉ mang vũ khí cá nhân chứ không có ba lô khuân vác gì hết.
Chúng vừa đi vừa xì xào không biết nói gì, còn ngoáy đầu gọi nhau. Chúng tiến thẳng vào đội hình mai phục của ta. Nhưng tiếc thật các đồng hương ạ, à, vì địa hình dốc đứng không thể mai phục hàng ngang, buộc lòng phải phục đánh cách vỗ mặt thôi. Nếu thuận lợi hơn, chúng ta chiến thắng ngoạn mục. Quay lại tình hình trận đánh, đợi chúng đến thật gần và gần nữa, ba thằng đi đầu đã vượt qua chỗ trái mìn Claymore. Đợi giáng thêm cho nó đến gần, anh Giác hạ lệnh bấm cú mìn. Hai quả Claymore gầm lên cùng các loại hỏa lực B-40, B-41 của ta đồng loạt khai hỏa. Khẩu cối 60 của đại đội cũng bon bon nhả đạn, tiếng súng AK ta dồn dập. Ban đầu chúng bị bất ngờ nên khựng lại, nhóm đi đầu hoàn toàn bị tiêu diệt. Chỉ trong khoảnh khắc, chúng định thần rồi bắt đầu phản kích. Tiếng nổ của đạn B-40 ầm ầm phản lại, mà công nhận tụi Vốt bắn B-40 rất giỏi. Chúng tập trung vào chỗ ban chỉ huy của đại đội, cũng gần khẩu cối 60 của ta, mà pháo liên hồi. Tôi nằm dưới một gốc cây to ven đường, mảnh đạn cắm toe toét, nhìn mà nổi da gà. Anh Mừng cũng nằm bên tôi. Bất chợt, anh hô to: "Tất cả xung phong!" Tôi cũng hô theo. Anh Mừng bật dậy, hai tay anh khoát lên hiệu lệnh xung phong. Tôi chưa kịp theo anh thì âm một trái B-40 nổ vang cạnh chỗ anh đứng. Hai lỗ tai tôi ù đặc trong làn khói đen xì. Phía trước quân ta vẫn xông lên, tiếng súng hai bên vẫn đáp trả liên hồi. Làn khói vừa tan, tôi vẫn thấy anh còn đứng đó. Anh vẫn hô xung phong, rồi anh khuỵu xuống. Cái chân anh khấp lại chữ L, máu chảy ra một đoạn, xương trắng hếu đâm ra ngoài quần. Anh ngoảnh lại gọi tôi: "Thành ơi, mau kêu y tá, anh bị thương." Tôi gọi to: y tá đâu?" Lúc đó tôi nhầm là đồng hương Vinh y tá. Đồng chí y tá chạy lên, nhưng vì quýnh quá, đồng chí y tá chạy luôn qua chỗ anh Mừng nằm. Tôi gọi lại, khi vừa quay lại, đồng chí y tá mới bỏ cái túi y tế xuống, lom khom tìm vết thương. Anh Mừng lại hét lên: "Mau chuyển xuống phía sau." Nơi có cái hàng đá mà mấy anh đã nấp từ trước. Tôi chạy lên xốc vai anh, vác anh chạy. Vừa chạy khỏi chỗ chừng 5-7 mét gì đó, thì một quả B nữa thổi tung chỗ tôi nằm, hất cả anh, tôi và đồng chí y tá văng luôn xuống vực. Cả người tôi ê ẩm. Tôi phụ lấy chiếc kéo cắt cái quần của anh ra. Hai chân tôi đạp thẳng vào háng anh để kéo cái xương thụt vào. Còn đang băng bó thì bọn địch phản công dữ dội hơn nữa. Anh quay sang quát tôi ra lệnh: "Đồng chí Thành, đồng chí lên nói với anh Giác, chỉ huy bộ đội không được lùi." Tôi hô: "Rõ." Tôi chạy đi, vừa vượt lên phía trước, nơi xác của mấy thằng Pốt còn nằm đó, bất chợt gặp anh Giác chạy xuống. Tôi chưa kịp truyền lại thông tin cho anh thì thấy hai tay anh ôm mặt máu me rầm rề. Anh khoát tay ra hiệu cho tôi truyền mệnh lệnh cho trung đội trưởng. Nhưng giờ ông trung đội trưởng ở đâu, làm sao tôi biết? Một thoáng do dự, rồi tôi xông lên hô to: "Tất cả xung phong, xung phong!" Tôi cùng với các đồng đội xông lên. Tiếng súng thưa dần rồi im lặng. Chỉ còn những bước chân sột soạt của quân ta thu gom chiến lợi phẩm. Rừng sâu biên giới trở nên yên lặng đến lạ thường. Cách cảm giác lạnh người chạy dọc cả sống lưng. Tôi quay lại, chạy đến chỗ đồng chí Mừng và đồng chí Giác chờ chỉ thị. Lúc đó, anh Mừng nằm trên chiếc võng cột vào đoạn cây rừng nhưng còn để dưới đất. Do các đồng đội nào đã chuẩn bị sẵn hai cái như vậy cho anh Giác nữa. Nhưng anh vẫn còn tỉnh táo. Anh cho lệnh rút lui. Đồng chí liên lạc chạy đi báo cho các trung đội biết. Tôi vội lấy tấm bản đồ định vị phương hướng và phân công hai đồng chí trinh sát cắt rừng. B1 có nhiệm vụ tải thương đi ngay sau đội hình trinh sát. Còn B2 và B3 đi sau rút lui theo đội hình cuốn chiếu để phòng bọn địch truy theo. Cũng xin lưu ý rằng đội hình ta bây giờ đang tác chiến độc lập trên đất Thái. Cấp chỉ huy cao nhất là anh Mừng tiểu đoàn trưởng đã bị thương gãy chân. Tiếp theo là anh Giác đại đội trưởng cũng bị thương ở mặt
hay ở miệng gì đó tôi không rõ, chỉ thấy quấn băng cả cái đầu mà cũng không nói được. Còn các đồng chí bê trưởng thì lo chỉ huy anh em tải thương rồi rút lui cuốn chiếu, không ai nói với ai lời nào. Tổ trinh sát tôi cắt phương vị vạch đường về, còn tôi và đồng chí y tá đi theo sát hai cáng thương. Thỉnh thoảng đồng chí y tá ra hiệu dừng lại để chích thuốc. Tôi ôm tấm bản đồ xác định từng đoạn đường di chuyển, hết rừng già, núi dốc treo leo đến những bãi lau sậy mịt mùng, vội vã khẩn trương mà im lìm thật đáng sợ. Hai chân tôi lúc này như muốn khuỵu xuống. Nhìn lại đồng đội tôi, súng ống nặng nề, còn khiêng thương nữa, vất vả. Có đồng chí còn vấp ngã rồi gượng đứng lên. Mặt trời đã lên cao, nhưng rừng sâu chỉ lọt vài tia nắng xuyên qua kẽ lá. Mồ hôi nhễ nhại, trời ơi đói, cái bụng nó cồn cào, chân run rẩy. Cũng không hiểu vì sao, từng bước chân cứ siêu vẹo liêu siêu, lũ mòng, ruồi trâu, như đói từ bao giờ bu theo cắn. Một phát cắn thôi, ta nghe nhói cả người, chảy cả máu tươi. Mồ hôi càng chảy, lũ ruồi càng thích. Tôi vừa đi vừa lấy cành lá xua xua, nhìn tấm bản đồ, mình đi cũng khá xa chỗ trận đánh rồi, lúc này mới dừng nghỉ. Bộ đội ta tranh thủ ăn cơm. Nghe ăn cơm, chắc rằng ai cũng nghĩ là cơm canh cá thịt hay rau muống nước tương. Đơn giản thôi, chúng tôi đời lính trận, gói cơm sấy lạnh ngắt với mắm kem, giờ này là quý lắm rồi. Tôi cũng ngồi xuống, mở lấy gói cơm. Ôi thôi, gói cơm của tôi nó văng đâu mất tự thuở nào. Rồi đồng đội san sẻ cho tôi vài miếng lót lòng. Lúc này hai thương binh của ta thiếp đi, chỉ còn nghe tiếng rên khe khẽ. Chúng tôi vội vã lên đường, dường như có thêm sức mạnh, hay nhờ bữa cơm chớp nhoáng mà đoàn quân ta nhanh nhẹn hơn, lũ ruồi cũng bớt cắn. Trời chiều, chúng tôi đã về đến chốt 504. Anh Mừng cũng vừa tỉnh dậy, anh kêu, nước, nước, cho anh miếng nước Thành ơi. Vì lúc nào tôi cũng bên anh. Cách tình cảm vô hình nào đó đã gắn tôi vào anh. Tôi quý anh, coi anh như người anh, người đồng đội, người chỉ huy. Lúc này, trên đỉnh núi 504, thông tin mới mở máy bắt liên lạc về tiểu đoàn nhờ chi viện khiêng thương. Từ đây về đơn vị khoảng tầm 7 km đường rừng nữa, nhưng cũng đã có đường mòn của ta rồi, không cần trinh sát dẫn đường. Tạm biệt anh, nắm tay anh chút. Xong tôi cùng tổ trinh sát vội xuống núi, đi như chạy. Lúc này đội hình vẫn còn nằm trên chốt, vội vã trước khi trời tối. Nhưng rồi bóng đêm cũng ập xuống, đường rừng mỗi lúc càng khó đi, vấp ngã, vướng dây rừng té lăn, rồi gượng dậy. Chúng tôi xuống hết núi thì cũng vừa gặp đội vận tải của tiểu đoàn hành quân lên chi viện. Những cái bắt tay, những cái ôm chúc mừng thoáng qua. Rồi chúng tôi về đến đơn vị, lúc này khoảng 9 giờ đêm. Đồng chí Thiết, tiểu đoàn phó ra đón chúng tôi. Vừa ôm, vừa hỏi han tình hình đơn vị, tình hình vết thương của hai đồng chí. Tôi cũng báo cáo ngắn gọn, xong chạy thẳng lại nhà bếp, nơi mấy anh hậu cần kiếm miếng cơm. Trời ơi, cơm nguội mà sao ngon thế? Được thêm một lon thịt hộp nữa, một bữa cơm thật tuyệt vời. Mấy anh em trong đơn vị đến bắt tay chúc mừng, niềm vui chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Trời ơi, giờ mới thấy ba thằng trinh sát tụi tôi, quần còn có một ống, áo thì tả tơi. Ba thằng tôi ôm nhau cười, trời cũng đã khuya. Tôi ngước về hướng đồi 504, giờ này chắc anh cũng còn đâu đó trên đoạn đường về. Thưa các đồng đội, tôi xin nhấn mạnh rằng tôi viết lại qua ký ức của bản thân mình mà không hề hư cấu câu chuyện. Còn vấn đề chiến thuật hay như thế nào đó là việc của cấp trên. Với tôi chỉ là người lính trinh sát, có mặt và tham gia trong trận nên viết lại để mình nhớ mãi một thời mang áo lính. Tôi cũng hy vọng rằng cũng có đồng đội tôi sẽ đọc được vì thời gian cũng quá lâu rồi nên viết có thể là thiếu sót. Mong các đồng hương thông cảm. Chào các đồng đội, hôm nay
Mình cũng xin kể lại câu chuyện của đời lính mà thời ấy không những riêng đơn vị mình biết mà hình như cả trung đoàn cũng nghe. Giờ ngồi đây nhớ lại cách kỷ niệm không bao giờ phai. Đây là một câu chuyện mà đến giờ đã hơn 35 năm, khi gặp nhau các đồng đội vẫn còn nhắc đến, có thể vui mà cũng có thể buồn. Xin các đồng đội cũng đừng ném đá nhé. Hôm ấy tôi nhớ không sai là ngày 18 tháng 3 năm 1985. Đơn vị tôi, tiểu đoàn 2, trung đoàn 143, sư đoàn 315, đóng quân dưới chân đồi 502, 500 và 504 khu vực vùng Ba Biên. Lúc đơn vị mới về đóng quân tại đây, ban chỉ huy tiểu đoàn giao nhiệm vụ cho phân đội trinh sát chúng tôi tuần tra bám nắm tình hình xung quanh đơn vị. Chúng tôi cả phân đội gồm 11 đồng chí trinh sát, cả lính cũ và lính mới, vừa học chuyên môn nghiệp vụ, vừa thực hành nhiệm vụ tuần tra theo chỉ thị của cấp trên. Hôm ấy, chúng tôi lên đường hành quân với ba lô súng đạn, lương thực, sử dụng trong 3 ngày kể cả đi và về. Trên bản đồ, chúng tôi phải đến một cái bản không tên nằm cách đơn vị chừng 18 km đường chim bay. Lúc này đang là tâm điểm của mùa khô, trời nắng như đổ lửa. Chúng tôi hành quân theo góc phương vị đã vạch chuẩn trên bản đồ xuyên rừng. Hết rừng khộp, rồi rừng già, băng qua những bãi tráng trống đầy cỏ khô, chúng tôi hành quân. Quan sát từng chi tiết bất thường trên đường hành quân, rồi mục tiêu cũng sắp đến, chúng tôi cẩn thận hơn từng bước. Chúng tôi chia thành 3 tổ, bám vào theo 3 hướng. Lúc này trời cũng đã về chiều, mặt trời đã ngả sang màu vàng nhạt. Cục cơm vắt chúng tôi mang đi ăn trưa và một bi đông nước giờ đã cạn khô rồi, khát nước vô cùng. Chúng tôi bắt đầu phát hiện những ngọn cây dừa từ xa. Chậm chậm hồi hộp chúng tôi bò vào, rồi những mái nhà cũng xuất hiện trước mặt. Nhưng tất cả đều im lặng, cái im lặng lạnh lùng nơi làng mạc mà không có một bóng người, không tiếng chó sủa, cỏ tranh hoang vu mọc tràn lên cả lối đi, dây leo hoang dại bám lên các bậc thang của nhà sàn, vươn những cái ngọn râu ra ve vẩy. Tuy hoang dại lạnh người nhưng chúng tôi có vẻ an tâm hơn vì biết chắc là dân bản đã bỏ đi hết rồi. Lúc này chúng tôi mạnh dạn hơn, không còn lén lút rình mò nữa. Một đồng đội tôi vừa bước chân lên cái cầu thang thì té chúi nhụi vì cái cầu thang mục nát hết rồi. Tất cả nhìn thì vậy nhưng đụng đến đều mục nhũn ra. Bất chợt chúng tôi phát hiện dừa, dừa nhiều vô kể, có lẽ bao năm rồi không có ai hái trái nên trái nhiều, nhiều lắm. Từ khoảng 2/3 thân cây trở lên có lẽ toàn là trái. Có nhiều trái rớt xuống chung quanh cây đến mọc mầm. Trời chiều mát, những ngọn gió se se và cái khát thúc giục anh em chúng tôi uống nước quá đã. Chúng tôi uống say sưa và không thèm đi kiếm nước nữa, cũng một phần sợ bị mìn và mọi dấu vết con người để lại nơi đây đã phai mờ với thời gian nên chúng tôi an tâm. Một đề nghị mới được đưa ra của đồng chí Trang B trưởng là chúng ta tổ chức nấu cơm bằng nước dừa. Chúng tôi lấy tấm tăng mưa đóng 4 cái cọc ở 4 góc là có ngay được cái hồ. Tất cả anh em chúng tôi, đứa thì hái, đứa thì đập tách vỏ đổ vào, chả mấy chốc cũng được gần nửa hồ. Ôi thích quá, rửa mặt, nấu cơm, làm thịt hộp, vân vân. Tất cả bằng nước dừa. Sau buổi liên hoan hoành tráng bằng nước dừa đó, chúng tôi tranh thủ mỗi đứa một bi đông đầy, rút lui ra ngoài treo võng ngủ mà không quên mang theo mỗi đứa vài quả. Trời không mưa, sao sáng nhẹ, gió êm đềm. Chúng tôi treo tăng mưa mà cũng nằm gần nhau, nhai rượu dạo cả đêm. Tôi nằm gần đồng hương tư, có biệt danh là tư ruồi, tính tình hơi khó chịu. Nếu đồng hương nào trái ý thì lầm bầm suốt nhưng ngược lại rất tốt bụng, hay quan tâm đến anh em khi có đồng đội nào bị ốm đau là nấu cháo hỏi han, săn sóc, giặt khăn lau mặt. Tôi rất mến tư nhưng cũng thích chọc ghẹo. Rồi chúng tôi cũng chìm dần trong giấc ngủ. Sáng dậy, mặt trời đã chiếu rõ xuyên qua những cành lá lay gọi chúng tôi. Lại một lần nữa,
cơm sáng với nước dừa. Xong chúng tôi hân hoan vì đã hoàn thành nhiệm vụ và bây giờ hành quân trở về đơn vị. Vừa chuẩn bị đứng lên thì thằng Tư nằm xuống, duỗi thẳng hai chân, mắt trừng trừng, cái miệng hắn méo sạch đi. Trời đất ơi, sao thế này? Chúng tôi bỏ ba lô chạy đến đỡ đồng đội dậy. Đứa thì xoa bóp, đứa thì giật gió hô hấp đủ kiểu. Tư mở mắt người mềm nhũn, chúng tôi thở phào. Câu đầu tiên nó nói là: cho tao điếu thuốc dê. A ha, trời ơi, mới nói được là đòi hút liền kìa. Tôi quấn điếu thuốc đưa cho Tư, nó không chịu. Mày quấn điếu to to coi. Trời, nói như ra lệnh. Tôi cười, cả bọn cùng cười. Anh Trang nói: thôi, nghỉ khỏe chút đi. Chúng tôi tuân lệnh. Mấy phút sau thằng Tư lại nằm xuống y như cũ, mặt mày tái nhợt, chân tay co quắp, điếu thuốc cũng còn dang dở trên tay. Lúc này chúng tôi bắt đầu lo lắng và không thể chờ đợi nữa. Chúng tôi chặt cây làm cáng khiêng. Lúc này mới cam go, chúng tôi hành quân thần tốc thay nhau khiêng. Bắt đầu nặng, bắt đầu vứt bỏ những cái gì có thể. Đầu tiên là mấy trái dừa, cũng định bụng mang về làm quà cho các đồng đội ở nhà. Sau là đến thực phẩm, gạo, rồi cả cái ba lô, chỉ còn cây súng thôi. Chúng tôi không ngừng nghỉ. Bỗng thằng Đức, đồng hương Đức của tôi, ngã chúi nhụi mà không gượng lên được. Ôi chao, đồng hương Đức to con và khỏe nhất trong đám mà cũng ngã xuống, rồi cũng trợn mắt co giật. Rồi tiếp theo người nữa, rồi người nữa. Không có lẽ cuộc đời của chúng tôi lại kết thúc ở đây, giữa rừng này chỉ có mấy anh em chúng tôi, bây giờ không đi được mà nằm lại, coi như dấu chấm hết. Anh Trang, người đồng đội, người chỉ huy, lúc này nói buông xuôi. Ai về được cứ, tìm đường về, tất cả treo võng lên, mặc đồ mới vào, hãy nằm lại gần nhau. Tôi khóc, nhưng bây giờ tôi cũng còn có thể đi được. Tôi nhìn Nhân, đồng hương của tôi, hai đứa tôi quyết định về bằng mọi giá. Thế là tôi và Nhân đi, và đi như kẻ vô hồn, lạc lối giữa rừng bao la. Mắt tôi hoa lên, bóng của thằng Nhân ẩn ẩn hiện hiện trước mặt, tôi không còn nhìn rõ. Hai chân tôi khuỵu xuống, tôi ngã nhào, Nhân quay lại ôm tôi. Hương ơi, cố lên! Rồi Nhân mang luôn khẩu súng của tôi, cõng tôi trên lưng, nhưng tôi không hề ôm được. Chân tay co rút, cái lồng ngực như bị nén lại, không còn chịu nổi. Tôi nói với Nhân, van xin. Hương ơi, Hương bỏ mình lại đây đi, Hương cố tìm về đơn vị. May ra chúng mình còn sống. Nếu Hương vì tôi, chút nữa đây, đến lượt Hương đó. Hương đi đi. Thằng Nhân ôm tôi khóc. Tôi nói, Hương đừng khóc mà hãy đi nhanh lên. Nhân để khẩu súng lại cho tôi. Bóng thằng Nhân xa dần rồi khuất hẳn. Tôi gục xuống, tay chân không thể nhấc nổi. Nhưng trong tầm thức, tôi vẫn còn biết. Tôi cố gắng xoay người, nằm với khẩu súng hướng mũi về phía trước, để tay vào cò, lấy hết sức mở khóa an toàn. Tôi thiếp đi, cái dòng sông Thanh Bình êm ả trôi, với những buổi trưa hè thời còn trẻ trâu, trốn học cùng lũ bạn tắm, lội trên sông, chập chờn trong trí nhớ. Tôi nhớ mẹ, tôi nhìn thấy mẹ tôi kêu thật to, mẹ ơi cứu con, trong tâm thức. Nhưng mẹ đã không nghe tiếng kêu của tôi là người không còn biết gì nữa. Và tôi nằm đó bao lâu tôi cũng không còn nhớ. Đàn kiến vàng bu vô cắn đầy mắt đầy miệng như kêu tôi dậy. Tôi thức tỉnh nhưng bất lực không nhúc nhích được, như bị trói chặt bởi sợi dây vô hình nào đó đến nghẹt thở. Tôi cố gắng mở mắt nhìn, trong tì hí thấy con bò rừng ung dung gặm cỏ trước mặt tôi. Ôi, bất cần đời, kể cả mày là cọp thì tao cũng không sợ. Vì thân thể tôi bây giờ không còn cảm giác nữa. Tôi lại thiếp đi. Thời gian bao lâu cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tôi mê man đến lần thứ ba tỉnh lại. Xung quanh tối đen. Bỗng đầu nghe vang tiếng súng như cho tôi thêm nghị lực. Phải nói là nghị lực cuối cùng của người sắp chết. Dùng hết hơi sức còn lại, tôi cố gắng kéo cò súng. Khẩu súng rung lên, nhảy vọt ra xa. Tôi không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong trạm quân y của tiểu đoàn
Bên cạnh tôi vẫn còn đủ tất cả đồng đội trinh sát của tôi. Ôi, đây là Diêm Vương hay địa ngục? Tôi đang tỉnh hay mơ? Tôi lắc đầu, đưa tay véo vào má mình. Tôi sống mà. Tôi ngồi dậy ngơ ngác, không biết tôi nằm đây mấy ngày rồi và vì sao ai đã cứu tôi và đưa tôi về đây. Sau này nghe đồng đội kể lại là đồng Hương Nhân đã cố gắng về đến đơn vị và không còn đứng vững. Mọi sự cố gắng của Hương Nhân đã cứu tất cả anh em tôi. Phát hiện được vấn đề từ đồng Hương Tên Nhân, cả đơn vị báo động cấp và được sự hỗ trợ của trinh sát trung đoàn, hành quân lùng sục tìm cứu được tôi và tất cả đồng đội trinh sát của tôi. Qua bài viết này cũng thầm cảm ơn đồng Hương Nhân nhiều lắm. Nếu như không có sự cố gắng của đồng Hương thì không biết bây giờ chắc tôi cũng còn nằm đâu đó với các đồng đội của mình trên vùng rừng núi Nam Lào. Hồi ký đồi 502. Những ngày sau cuộc tổng tiến công chiến dịch K1 giải phóng vùng ba biên giới, đơn vị chúng tôi, tiểu đoàn 2, trung đoàn 143, sư đoàn 315 về chiếm giữ phòng ngự ba ngọn đồi 502, 500 và 504 dọc theo đường biên Thái Lào. Thời gian này cũng bắt đầu vào mùa khô, mỗi một ngọn đồi biên giới có một vẻ đẹp ngất ngây huyền ảo dưới bầu trời bao la thanh bình. 504 là một ngọn đồi cao, trên đỉnh đồi rộng chừng một cái sân bóng chuyền, cây cối cũng hoang sơ không rậm lắm, và thấp dần về phía Thái là một bãi đá dài chừng 300 mét, có một cụm rừng xanh. Đứng ở đây, ta có thể mở tầm quan sát cả một vùng rộng lớn xung quanh với những cơn gió chiều mát mẻ của núi rừng. Chỉ một hơi thuốc dê là khói có thể lan tỏa từ Lào sang Thái. Đồi 500 là ngọn đồi đẹp nhất, ngọn đồi mang tâm hồn thi sĩ với mỏm rừng xanh ở đỉnh đồi, chung quanh là bãi tráng đá xen kẽ những cây mai rừng đua nhau nở hoa, những gốc mai sần sùi trên bãi đá tạo đủ mẫu hình bonsai cho những người chơi cây cảnh. Trước mặt là vực thẳm khi nhìn qua đất Thái, thật bình yên và thơ mộng. 502 là quả đồi mang nhiều ký ức nhất, một quả đồi không giống những ngọn đồi kia, một ngọn đồi nằm trên đỉnh bằng phẳng, rừng già với những cây cổ thụ già nua. Từ chân lên đến đỉnh đồi chỉ có rừng ngút ngàn và những mỏm đá sắc nhọn nhấp nhô ẩn hiện dưới tán cây rừng xanh biếc. Một ngọn đồi đã từng chứng kiến những người lính trận chúng tôi gùi hàng cõng nước, tải đạn, khiêng thương. Đại đội 6 chốt giữ nơi đây, ngày mới về anh em tập trung đào công sự hầm hào, còn chúng tôi tổ trinh sát hàng ngày tuần tra phía trước để nắm bắt tình hình hoạt động của bọn địch. Đến chiều chúng tôi lại rút về chốt cùng anh em. Trời nắng chói chang, ở chốt không có nước, chúng tôi tiết kiệm từng giọt mà đồng đội vận tải phải gồng mình cõng tận dưới chân đồi lên tiếp tế chúng tôi. Áo quần mồ hôi ướt đẫm sau một ngày đào công sự, cũng mồ hôi rầm rề sau những buổi tuần tra leo qua từng vách núi, rồi những bước chân đi vội vã khi trời chiều của những đồng đội vận tải xuôi về xuống chốt. Khi mặt trời sắp lặn, màn đêm buông xuống, chúng tôi chia nhau gác. Trong những đêm dài tĩnh mịch, lặng lẽ giữa núi rừng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đề pa của pháo địch, mang theo những cục lửa đỏ rực xuyên màn đêm, bay vút vào không trung, những tiếng nổ xé toang cái không gian yên lặng. Chúng nó bắn 4-6-9, tụi tôi leo lên đài quan sát. Đài quan sát là một cái cây cao nhất trên đỉnh. Nhìn về hướng 4-6-9 của đơn vị trung đoàn 733 xót xa, cầu mong cho các đồng đội ở nơi đó được bình an. Đêm đến, chúng bắn pháo. Nhìn từ xa sang đất Thái, chúng tôi còn phát hiện được nơi trận địa pháo của chúng. Ánh lửa vừa chớp lên là những tiếng rít xé trời, vút theo những tiếng nổ long trời. 4-6-9 tang thương. Đơn vị tôi quyết tâm củng cố công sự chắc chắn hơn. Hôm ấy vào một buổi sáng, chiếc máy bay L-19 của bọn Thái bay vòng qua vòng lại dọc dài theo tuyến biên giới.
Khẩu pháo phòng không 12 ly 7 của tiểu đoàn tăng cường cho C6 cũng vào vị trí chờ khai hỏa. Tất cả anh em đã ở vào vị trí chiến đấu, dường như chúng phát hiện được chúng tôi đang chốt giữ ngọn đồi này. Cái buổi chiều hôm ấy, khi tôi đang ngồi họp giao ban với cấp lãnh đạo ở hầm chỉ huy, thì chúng bắt đầu bắn vào chốt quả đạn đầu tiên, chụp cách nóc hầm chỉ huy chừng 1 mét. Nổ xé trời, hất cái nóc hầm văng lên không trung, rồi rớt xuống tả tơi. Những tràng đạn tiếp theo gần như phủ kín cả ngọn đồi, cây cối ngã ngổn ngang. Tôi nằm xuống công sự, lăn hết bên này đến bên khác, hai tay ù đặc. Sau một hồi thì trời cũng đã tối, chúng cũng không bắn nữa. Anh em gọi nhau tăng cường cảnh giới, đề phòng địch xung phong. Tôi vội chạy đi tìm thằng Tam, thằng Đính, thằng Thảo nữa. Ba đứa cũng là lính trinh sát đồng đội tôi. Trong đêm tôi cố nhớ vị trí hầm trú ẩn của tụi nó, bởi cây cối ngổn ngang trên mặt đất bị cầy xới. Tôi gọi: Tam ơi, Đính ơi, Thảo ơi. Tất cả im lặng. Tôi càng cố gắng gào to hơn. Bỗng thằng Tam từ dưới đất chui lên, kêu to: Em đây anh Thành ơi. Tôi mừng quá, hắn kéo tôi xuống một cái lỗ nhỏ xíu, vừa lọt cái đầu thôi, cố gắng lắm mới xuống được. Rớt xuống cái hầm tối om, tôi giẫm phải chân của mấy đứa. Ôi, tụi mày có mặt hết ở đây à? Mà sao hầm hố gì kỳ vậy? Tụi nó nói, nó bắn sập miệng hầm rồi. Thôi kệ, trốn trong này luôn cho ấm cái gáo anh ơi. Tụi tôi thương nhau như anh em ruột. Thằng Thảo lính 85, còn thằng Tam với thằng Đính là lính 86 mới toanh. Còn tôi là lính 84, cũng là chỉ huy trực tiếp của tụi nó ở chiến trường. Thường, lính mới là em, lính cũ là anh, còn cùng nhập ngũ một đợt thì gọi là đồng hương. Chúng tôi ôm súng tựa vào vai ngủ, ngồi tựa vào nhau mà không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Ngoài kia trăng lên, ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, chiếu sáng cả ngọn đồi mà lúc chiều là một mảng rừng xanh. Giờ không còn một cái cây nào đứng thẳng, ngả nghiêng, toe toét vì mảnh pháo. Khát nước quá, mình có ai còn nước không? Hết từ chiều rồi anh ơi, hôm nay nó bắn, anh em chưa kịp đem nước lên phải ngược về tránh pháo. Tôi nhớ ở khu vực chỗ nhà bếp còn mấy can nước để dự trữ nấu cơm cho đơn vị. Tôi nói, mày đưa bi đông đây, anh đi lấy nước cho. Tôi mang hai cái bình đông nước, vội trèo lên, chạy theo hướng về nhà bếp. Tôi mò mẫm, gắng tìm cái can nước hồi chiều tôi thấy. À, đây rồi, nhưng nước thì không còn nữa. Cái can bị pháo sơi mất cái đít, mà cũng chẳng còn cái can nào nữa. Tôi chạy phăng ra phía trước, vấp phải cái gốc cây, ngã lộn mấy vòng, rớt xuống cái hố. Vô tình phát hiện được nước, tôi mở bình nước, múc đầy rồi trèo lên chạy. Tôi vừa chạy sắp đến nơi thì nghe tiếng pháo đề ba. Tôi phóng thẳng hai chân chui tọt xuống hầm, cùng tiếng nổ như xé trời ở bên trên, rồi trái nọ trái kia ầm ầm rung cả đất trời. Đất đá đổ xòa xòa lên đầu. Lấy được nước là mừng rồi, tôi uống một hơi. Trời ơi, nó thúi, thúi từ trong cổ thúi ra, nhưng cũng đỡ hơn là chết khát. Thằng Tam với thằng Đính không dám uống, nhưng khát quá, hắn thấy tôi uống cũng bắt chước uống theo. Hắn bụng mũi uống ừng ực. Tiếng đạn pháo vẫn rít lên đều đặn. Nằm trong hầm, chúng tôi đếm 1, 2, 3, 4, 5. Quả nào nổ gần, quả nào nổ xa, chúng tôi đều cảm nhận được qua tiếng rít rợn người đó. Sáng ra, khi mặt trời đã ló bóng, chúng cũng thôi không bắn. Cũng lúc này, anh em trong đơn vị tranh thủ củng cố lại hầm hào tấp nập, khẩn trương, rồi chúng lại bắn, lại pháo, rồi lại ngưng. Những cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại, cả quả đồi tan nát bom đạn, giờ nằm phơi mình dưới cái nắng gay gắt của mùa khô. Nghe dần cũng quen, nó bắn thì mình trốn, nó hết bắn thì coi chỗ nào hư sửa lại. Xong rồi cũng chuyện trò, đứa nào gác thì cứ gác, đứa nào rảnh thì ngồi đánh cờ nói dóc, kể chuyện quê hương, những câu chuyện tình yêu lãng nhách thời còn cởi chuồng tắm mưa. Đó
là theo cách nói của nhà lính chúng tôi, lâu lâu tụi nó cũng nện cho vài trái, cả bọn phải vứt chạy xuống hầm, xong rồi cũng đâu vào đấy. Mấy ngày nay chúng cũng ngưng bắn, mấy thằng lính nhà ta cười khoái trá, chắc là hết đạn rồi, nó bắn hoài mà ta có bỏ chốt đâu, nó cũng không dám mò vô. Hôm nay tổ trinh sát chúng tôi được tăng cường thêm 3 đồng chí trinh sát của trung đoàn nữa để làm nhiệm vụ bịt miệng mấy cái trận địa pháo mà ngày đêm cứ quấy rối chúng tôi. Hồi hộp mà hăm hở, chúng tôi nhận nhiệm vụ lên đường luồn sâu đất Thái. Chúng tôi chọn một điểm trận địa của chúng lên phương án tác chiến. Cơm vắt lương khô, chúng tôi vượt cửa mở. Ở đây khu vực này mìn 652A nhiều lắm, chỉ cần lệch hướng đi hay chủ quan là vướng phải. Chúng tôi hết sức cẩn thận từng bước chân. Sâu vào đất Thái chỉ có 6 người, 6 đồng đội. Tôi và Chất là lính 84, còn lại anh em đều là lính 86. Kinh nghiệm chiến trường cũng chưa có, nên mọi việc nhất cử nhất động anh em phải hết sức tuân thủ. Trên bản đồ, cách đồi không tên nơi chúng làm trận địa, cách đường biên chừng 5 km. Nhưng chúng tôi phải vòng ra xa đến 7-8 km mới bám ngược lại sau lưng chúng. Mọi tình huống anh em chúng tôi đều thống nhất. Nếu có gì, anh em mình sẽ gặp nhau nơi ngã ba con suối này nhà. Chúng tôi chia làm hai tổ bám vào mục tiêu. Trời đã chiều, chúng tôi đến nơi hãy còn quá sớm để hành động. Tôi phát tín hiệu gọi thằng Chất đến để trao đổi, rồi lấy bánh lương khô ăn lót lòng, căng mắt quan sát bọn địch ở đây. Hai khẩu pháo đen ngòm của bọn chúng để đó, xung quanh chúng chất những bao tải đất thành những cái công sự cho pháo. Nhưng loại pháo gì thì chúng tôi không rõ, chỉ thấy cái nòng đen ngòm vươn lên. Hai dãy nhà bằng đất hình chữ L, phía trước sân là khoảng trống, và hai họng pháo hướng về vùng biên. Chúng tôi đếm khoảng chừng hơn 20 đứa, mặc áo quần rằn di đen sậm màu. Chúng cười đùa náo nhiệt. Rồi bỗng nhiên, có một chiếc xe tải chạy đến. Bọn chúng nhao nhao chạy lại chỗ chiếc xe. Trời cũng bắt đầu tranh tối tranh sáng. Có lẽ đây là thời cơ cho chúng tôi hành động. Mấy anh chàng lính mới lần đầu tiên gặp địch, mặt mày tái xanh, chân tay run lẩy bẩy. Chỉ có tôi và thằng Chất là bình tĩnh để anh em dựa dẫm tinh thần. Sau khi thống nhất phương án, tôi để lại thằng T, thằng D và thằng TH, chia cho ba đứa nó từng khu vực cảnh giác và bắn yểm trợ cho ba thằng tôi nếu địch phát hiện và đường vận động rút lui. Thằng Hoàn, lính 86 trinh sát trung đoàn, nhưng nó lì lắm. Nó ôm trái mìn Claymore lăn mấy vòng, tiếp cận khu nhà bên trái. Tôi cũng nhoài người theo nó. Sau tôi là thằng Chất. Chúng tôi đột nhập vô nhà nó. Tụi địch lúc này hoàn toàn không hay biết gì về sự xuất hiện của chúng tôi. Chúng vẫn vô tư cười đùa và khuân vác cái gì đó từ trên xe xuống. Có lẽ khoảng cách chiến thắng của chúng tôi cũng đến gần. Điều bất ngờ ngoài sự tính toán của chúng tôi, một thằng địch xuất hiện từ trong nhà sau hỏi một câu như quát. Tôi không biết là nó nói cái gì. Sau tiếng quát, tôi lật người sang một bên, đồng thời một loạt đạn nổ rền vang. Sau tiếng súng, tôi chồm dậy xông vào. Bỗng, thằng Hoàn phóng vọt qua đầu tôi, lăn mấy vòng. Tôi chưa kịp quay lại, thì loạt đạn thứ hai tiếp theo. Nó bỏ chạy ra xa sau nhà bắn vô. Tiếng còi báo động của tụi nó vang lên. Tụi nó hoảng loạn, đứa chạy vào, đứa chạy ra, hò hét chỉ trỏ. Trời loạng choạng tối, không nhìn rõ được ai, không phân biệt được đâu là ta, đâu là địch. Ba thằng tôi chạy lòng vòng như chơi trò ú tim với tụi nó. Tụi nó cũng không dám bắn, có lẽ sợ nhầm nhau. Trong tích tắc, những quả pháo sáng chúng bắn lên bầu trời soi rõ. Đây là một cơ hội để cho bọn tôi thoát. Vừa ra khỏi vòng vây thì địch đã xác định được và bắn theo như vãi chấu. Tôi thầm trách, ba thằng kia đâu, sao không bắn yểm trợ cho tụi tôi. Trời đất ạ, ba ông kia đang bơi trên cái bụi gai mắt mèo mà không thoát ra được. Phơi mình lồ lộ ra dưới ánh đèn trái sáng. Tôi quay lại, ra hiệu cho thằng Chất với thằng Hoàn chạy sang hướng khác để lừa bọn địch. Chúng tôi bắt đầu bắn trả. Từng loạt điểm xạ của ba thằng tôi vang lên. Bọn địch khực lại rồi bắt đầu dùng hỏa lực bắn mạnh về phía chúng tôi. Những tia chớp lóe lên trong màn đêm.
sau những tiếng nổ chát chúa, rồi tiếng mảnh đạn rơi lạo xạo. Lúc này, mấy ông kia cũng vừa thoát được cái bẫy gai bùng nhùng liền bỏ chạy. Mấy thằng tôi chạy theo, bỗng nghe đau nhói ở bàn chân, tôi khuỵu xuống, rồi đứng lên, rồi lại nghe nhói quá không chạy được. Tôi nằm xuống ôm cái bàn chân, thấy cái trông ba cạnh xuyên qua cả đế giày, vượt lên cả mu bàn chân. Hai cái cạnh còn lại vướng hai bên. Tôi đá mạnh phần cái cạnh trông vào gốc cây, tụt cái trông ra ngoài, nhức buốt. Thấy tôi ngã, thằng Chất cùng đồng đội cũng chạy lại, nằm xuống bên tôi. Lúc này tụi địch bắn dần ra xa. Chắc nó nghĩ là tụi tôi đã chạy nên bắn đuổi theo. Tiếng đạn nhọn cũng từ từ thưa dần rồi tắt lặn. Lúc này chúng bắn cối 60, nghe rõ từng phát đề pa, rồi tiếng nổ xa dần về hướng chốt. Chúng tôi nằm im, đến khi mọi sự im lặng được trả về với tự nhiên. Với cái chân nhức không tả nổi, máu thấm ướt dầm cả chiếc giày, tôi cởi bỏ chiếc giày be bết máu. Màn đêm buông xuống, trời se se lạnh. Chúng tôi hành quân trở về với cái màu xanh minơ của cái địa bàn để định hướng. Tôi cố gắng vừa bước vừa cò, hai tay ôm vai đồng đội giữa trời khuya. Sáu thằng chúng tôi dắt díu nhau trong khoảng rừng âm u biên giới. Trời tối đen như mực, chỉ có những bước chân sột soạt dò dẫm trong đêm. Thỉnh thoảng có đứa vấp té ngã lăn. Tôi đi giữa bằng hai bờ vai của hai đồng đội, mặc cho máu chảy, nhức buốt vô cùng. Tôi luôn tự động viên mình phải cố gắng và cố gắng hơn nữa. Thằng Chất ôm tấm bản đồ, dọi cái đèn pin bé xíu để xác định từng điểm di chuyển. Ban ngày xác định còn khó khăn, nhưng đây là đêm khuya giữa rừng, càng khó khăn gấp ngàn lần. Bằng kinh nghiệm của người lính trinh sát, chúng tôi cùng hội ý, cùng nhau xác định cự ly, tốc độ di chuyển, phương hướng. Những lần vượt con suối cạn là mỗi lần chúng tôi an tâm đánh dấu trên bản đồ. Đêm dài, có lẽ chúng tôi quen dần với bóng tối nên cũng dễ đi hơn lúc ban đầu cùng với ánh sao đêm. Càng về gần đến chốt, vừa mừng mà cũng vừa lo. Mừng là mình về đến đơn vị, mà lo là lo cho đoạn đường vào cửa mở. Chỉ cần lệch vài bước chân thôi sẽ bị mìn. Mìn ở khu vực này nhiều lắm, của ta cũng có, của địch cũng có, đan xen. Từng bước chân chậm chậm dò dẫm, tôi nói tất cả anh em ngồi nghỉ để xác định đường vào cửa mở cho rõ ràng rồi mới dám vào. Cũng xin nói rằng vì khu vực này đám lính trinh sát nhà ta ra vào hàng ngày nên cũng quen và dễ nhận biết, mặc dù trời tối. Chúng tôi quen từng tảng đá gốc cây ở đây. Chúng tôi đã vượt qua và tiến vào chốt. Lúc này ở hướng đông, trời cũng hừng sáng nhưng vẫn còn tối lắm. Tôi nói, anh đi trước phát tín hiệu liên lạc. Một lần, hai lần, vẫn không nghe tiếng trả lời. Tôi nói anh em không được vào. Đành vậy, tất cả ngồi im chờ tín hiệu. Lần này chúng tôi phát tín hiệu liên tục, bỗng có tiếng trả lời. Mừng quá, chúng tôi tiến vô. Vì cái chân nhức quá, tôi cảnh nhắc đi sau cùng. Thì tôi nghe phía trước có tiếng uính uỳnh uỳnh, tiếng chửi thề. Mày gác sách vậy đó hả? Một mạng thằng tụi tao bằng cả đại đội đó, mày biết không? Rồi tiếng nói lý nhí gì đó tôi không nghe. Tôi đi nhanh lên, thấy thằng Chất, nó giơ cái báng súng định đập người lính gác kia. Tôi ngăn lại và hỏi tại sao. Nó nói, em gác mà em ngủ quên, mấy anh trinh sát về bắt liên lạc em không biết. Giật mình nghe tiếng động em bấm mìn mà bị đứt dây không nổ. Em hoảng quá, định bắn phát B-40 thì nghe được tín hiệu của mấy anh. Em xin lỗi. Trời ạ! Nghe xong tôi rụng rời, vừa giận vừa thương. Tôi giận run. Tôi cũng định táng cho nó vài cái bạt tai, nhưng nghĩ lại thương hơn. Thương cho cái thật thà của nó đã dám nói lại cái hành động ngu dại của mình. Thương cho nó ngồi gác mỏi mòn rồi ngủ gật, giật mình hành động theo bản năng của lính trận chứ không hề ác ý. Thôi vậy cũng mừng. Chúng tôi lên chốt. Nghe tiếng tụi trinh sát về, anh em cũng chạy đến hỏi han tình hình. Bên kia có phát hiện được gì không? Có làm thịt được tụi nó không? Mà nghe tiếng súng quá trời vậy. Thôi, để tụi mình nghỉ ngơi chút. Trời cũng chưa sáng, chúng tôi tản ra,
xin ở ké hầm cùng các đồng đội. Thằng Nhung thấy tôi về mừng như mở cờ trong bụng. Hương ơi, Hương ơi, vào hầm mình ngủ nha. Tôi theo thằng Nhung vào hầm trú ẩn của nó. Hắn thấy cái chân tôi máu me, hắn suýt xoa, lấy gạc, lấy băng, nước oxy già thấm bông gòn lau sạch, rồi băng lại dưới ánh đèn dầu khổ. Hiu hiu xong, nó nói, Hương vô trong nằm để mình nằm ngoài cho. Cái chân tôi giờ nhức quá, tôi không ngủ được, lấy cuộn băng làm cái dây, buộc treo cái chân lên nóc hầm cho bớt nhức. Thằng Nhung nó đồng hương tôi, hai đứa nhập ngũ cùng một đợt, có cái tên rất là con gái. Nhung tính nó nhát gan, nó rất nể cái sự lì của tôi, trái ngược với vẻ ngoài thư sinh thời đó. Nó nằm nói chuyện với tôi suốt, đến khi trời sáng, nào là chuyện hồi còn ở nhà, nhà hắn gần biển, ôi đủ thứ về biển, rồi chuyện gia đình anh em, tôi im lặng rồi ậm ừ, rồi tôi hỏi, yêu chuyện vậy, sao tao không nghe mày nói chuyện bồ mày cho tao nghe với? Hắn không nói mà chỉ cười, bất chợt hắn ngồi dậy, đồng hương, tôi giật mình, đợi khi nào ra quân, mình gả em gái mình cho đồng hương nha. Hắn cười, đúng rồi, mày làm em rể tao. Tôi nói, nè, mình nói nhỏ cho Hương nghe nha, em gái Hương có giống Hương không vậy? Nó nói không, em mình nó giống mẹ, đẹp gái, còn mình giống ba. Mình cười, tưởng em gái đồng Hương mà giống Hương thì thôi để mình ở quá luôn. Trời cũng vừa sáng, tiếng đề pa của pháo bắt đầu rít lên từng hồi, nổ ầm ầm rung chuyển cả đất trời. Hai thằng tôi ôm nhau nằm co ro trong góc hầm, đất đá đổ xòa xòa, những ánh chớp không tưởng cứ lóe lên rồi vụt tắt. Trời cũng đã sáng, tiếng pháo cũng vừa ngưng, chúng tôi chui ra khỏi hầm, vươn vai ngắm bầu trời trong xanh, gió mát. Thằng Nhung chạy lăng xăng đi lấy cơm về, nó khui lon thịt hộp mà nó để dành bấy lâu nay để đãi cho tôi. Nó nói, đồng hương ở lại ăn sáng với mình nha. Tôi gật đầu. Tự nhiên tôi thấy lòng bối rối nôn nao. Không biết hôm qua đến giờ mấy thằng lính nhà tôi trốn ở đâu. Pháo bắn vậy tụi nó có sao không? Tôi là người chỉ huy tụi nó mà không biết lính mình giờ ra sao. Giờ ngồi đây ăn sao được. Tôi phải tìm tụi nó. Nhung ơi, thôi tao về nha. Coi tụi nó làm hầm hào ra sao đã. Xin lỗi mày, mày đừng giận nha. Cái chân tôi đau quá, tôi gắng gượng vội chạy đi. Vừa rời chỗ thằng Nhung chừng 20 mét, thì một tràng pháo phủ lên đỉnh đồi. Tôi phóng thẳng xuống giao thông hào chạy về hầm. Vừa ngớt làn pháo, thì tôi nghe tiếng đồng đội la ơi ới, có thương vong. Tôi nhoài người lên khỏi hầm, thì thấy một đồng đội tôi ôm cánh tay đầy máu chạy xuống hầm quân y. Một làn pháo tiếp theo rền vang cả núi rừng, đất đá bay tung tóe. Ngất pháo, anh em tôi lại trồi lên, lại nghe tiếng đề pa, lại chui xuống hầm. Ba hiệp pháo liên tục cày nát quả đồi, chỉ mới mấy ngày trước là rừng già, còn bây giờ là núi chọc, như vừa qua cơn động đất. Tôi nghe tiếng đồng đội la to, có thương vong ở chỗ hầm thằng Nhung. Tôi ngồi bật dậy chạy về hướng la, cái chân tôi cũng chẳng còn đau nhức nữa. Đến nơi, tôi thấy có một cái chân đồng đội trên bờ giao thông hào, còn người thì không có, máu vung vãi khắp nơi. Cái thau cơm chưa kịp ăn sáng đổ xòa trên mặt đất cùng với máu tươi. Tôi gào to, Nhung ơi, Nhung ơi! Tôi với vài đồng đội nữa chạy tìm kiếm chung quanh, phát hiện được nó nằm sấp dưới giao thông hào, đất vùi lấp, chỉ ló lên cái đầu tóc chút xíu. Anh em chạy tới đào bới kéo nó lên. Tôi gọi to, Nhung ơi, cố lên! Mày không sao đâu. Tôi khóc, hắn không nói, nhưng tôi thấy nước mắt hắn chảy. Tôi cầm tay hắn khiêng về hầm, hắn nhắm mắt, nấc lên, rồi ra đi vĩnh viễn. Vịnh biệt đồng hương, chỉ mới đây thôi, hai đứa còn đùa giỡn. Mày ra đi thanh thản nhé. Nhìn xuống vết thương của mình mà chính nó đã băng, tôi nghẹn ngào. Vết thương của tôi có thấm gì đâu. Chiếc võng lắc lư theo nhịp chân đồng đội. Tôi đứng lặng người, tiễn thằng Nhung đi mà nghe lòng quặn lại, khóe mắt cay xè. Tôi trở về hầm,
Hầm là một cái hang đá bên mé đỉnh đồi mà anh em trinh sát tụi tôi vừa phát hiện. Những ngày tiếp theo cũng vậy, cái điệp khúc vẫn như cũ. Cái chân tôi lúc này bị nhiễm trùng sưng vù, bóng mượt, nhức không sao tả nổi. Tôi lên cơn sốt liên hồi, vừa sốt rét, vừa sốt do vết thương hành hạ. Rồi tôi được bố trí cho anh em đồng đội khiêng về tuyến sau. Nằm trên võng, trên vai đồng đội, tôi thật xót xa khi mình trở thành gánh nặng cho đồng đội mình. Đường xuống dốc núi treo leo, anh em phải dìu nhau đưa cáng thương xuống từng bậc. Trên đoạn đường đi, tôi lúc tỉnh lúc mê, rồi tôi được chuyển vô trạm quân y điều trị. Cái miệng nó đắng kinh khủng, nó thèm được ăn miếng cam hay một ly nước mía hoặc cục đường. Cơn sốt hành hạ tôi vật vã run người. Hai hôm sau, cơn sốt cũng qua đi, chắc cũng nhờ mấy mũi kim của bác sĩ xuyên vô mông đều đặn sáng chiều. Chưa hết, còn cái chân nó sưng vù, đổi màu đen, tím bọng mủ. Lúc này, anh Mỹ là bác sĩ của đơn vị mới nói với tôi: Thành à, chân em bị nhiễm trùng nặng rồi, em phải chịu khó để anh rửa, chứ không là phải cưa đó. Trời ơi, tôi nghe như sét đánh. Tôi van xin anh, có cách nào không anh cứu cái chân em? Ngầm ngừ suy nghĩ, rồi ảnh nói: Nhưng mày phải chịu khó nha. Tôi dạ, mừng thầm trong bụng. Trời ơi, đau, đau thấu trời xanh các đồng đội ạ. Tôi lấy cái khăn ngậm lên miệng, hai tay bấu víu hai cái thang giường, gồng người lên, ráng chịu để ảnh rửa cái vết thương. Tôi cảm giác điếng người khi ảnh cầm cái kéo, kẹp miếng ga, nhét vào vết thương, xuyên qua cái lỗ lên mu bàn chân, rồi cứa qua cứa lại. Đau thấu tim, tôi đái cả da quần. Anh ơi, cho em nghỉ chút, em không chịu nổi nữa rồi. Mồ hôi ướt đầm, nước mắt đầm đìa, tôi thở hổn hển như người sắp chết. Ảnh động viên tôi: Cố lên em. Tôi dạ, mà nước mắt vẫn tuôn, nghiến răng chịu đựng. Xong rồi. Vừa nghe ảnh nói, tôi mừng không tả nổi. Dáng ngồi dậy, nhìn cái bàn chân băng trắng toát, xung quanh thì đỏ rực. Tôi nhìn xuống cái chậu bằng inox ảnh còn để đó, nào là máu với mủ thấy rợn người. Cứ 3 ngày tôi phải chịu một cơn đau như vậy. Một lần rửa vết thương là một lần tôi khóc, có khi xỉu luôn. Được 1 tuần tôi thấy đỡ hơn và cũng hết sốt. Tôi xin ảnh cho tôi về doanh trại. Sáng chiều quanh quẩn có mấy thằng ở đơn vị hậu cứ này, toàn là mấy thằng lính sốt rét bị thương mà buồn vô tận. Hàng ngày cứ ngóng tin anh em trên chốt có bình an không. Được khoảng 1 tháng sau, vết thương ở bàn chân cũng đã lành. Tôi sang chỗ quân y gặp anh Mỹ. Anh kiểm tra lại xong, cười vỗ vai tôi: Rồi đó, chúc mừng em, mai lại hành quân lên chốt nhá. Nhưng thấy trông thì né ra nghe không? Tôi dạ, cảm ơn anh. Ngày mai tôi lại lên chốt, nhưng lần này là đồi 500 thơ mộng. Thân chào các đồng đội thương yêu. Chiến tranh đã lùi xa, những cuộc chiến với quân thù bao gian lao khổ cực hy sinh để giành lấy sự tự do hạnh phúc cho nhân dân đã đánh đổi biết bao nhiêu xương máu và để lại một phần thân thể nơi chiến trường khắc nghiệt của bao người con ưu tú đất Việt. Những ký ức đó làm sao ta quên được của một thời tuổi trẻ. Những người lính, chúng ta muốn viết lại, nói lại những tháng ngày hy sinh vất vả, tình đồng đội keo sơn, những trận đánh thắng quân thù giòn giã. Cũng có những trận đánh quân ta chiến thắng quân mình, cũng có những lần ta thua tan tác. Trước khi viết lại những dòng hồi ký này, mình cũng rất băn khoăn, suy nghĩ nhiều lắm. Trong cuộc chiến, các đồng đội cũng từng trải qua rất nhiều trận đánh còn ác liệt hơn. Nhưng không hẳn khi xuất quân là chiến thắng, có phải không? Mình cũng xin nói rằng, viết lại, kể lại không phải để khoe khoang, nhưng để chúng ta ôn lại cái thời tuổi trẻ đã qua, để đồng đội ta gần gũi hơn, để lớp con cháu hiểu thế nào là chiến tranh mà biết trân trọng, gìn giữ cái hòa bình hiện tại. Có thể trong những bài viết còn nhiều thiếu sót và sự nhầm lẫn về thời gian, nhưng tất cả là sự thật, mà sự thật
có phũ phàng đi nữa, ta cũng không có quyền bóp méo để tô vẽ cho một bức tranh ảo huyền, phải không các đồng đội? Xin chờ các ý kiến phản hồi của các đồng đội. Mình là trinh sát tiểu đoàn 2, trung đoàn 143, sư đoàn 315, bình độ 398. Sau chiến dịch mùa khô 1984-1985, toàn bộ khu vực vùng ba biên giới Lào, Thái, Cam đã do ta làm chủ hoàn toàn, phá tan những cứ điểm hậu cần của bọn Pol Pot và những thế lực thù địch khác và đẩy lùi chúng vào sâu trong đất Thái. Quân ta đã chiếm giữ và phòng ngự trải dài theo tuyến biên giới Thái, Cam và Lào, ngăn chặn và truy quét không cho bọn chúng tìm cơ hội xâm nhập vào vùng nội địa Campuchia, hòng chống phá ta và nhà nước Campuchia non trẻ. Nhờ được sự hậu thuẫn từ Trung Quốc và sự ủng hộ che chở của bọn Thái Lan, tàn quân Pol Pot vẫn điên cuồng miệt mài tấn công, tập kích, pháo kích vào các cứ điểm của quân ta nhằm tiêu hao lực lượng, gây tổn thất cho ta cũng đáng kể, hòng khuất phục ý chí chốt giữ biên cương của bộ đội. Chúng còn được sự ủng hộ của quân đội Thái Lan xây dựng mới các trận địa pháo, các chốt quân sự, áp sát cùng với không quân Thái Lan, dùng máy bay trinh sát, bắn rocket, ném bom. Đơn vị tôi, tiểu đoàn 2, trung đoàn 143, sư đoàn 315, chốt giữ dọc theo vùng biên giới Thái-Lào, cũng nằm trong tầm quấy phá của chúng. Ngày ấy, mùa mưa năm 1986, cái mùa mưa của biên giới cũng chẳng thua kém phần khắc nghiệt của mùa khô. Mưa rầm rề, mưa lất phất, mưa bay bay, những cơn mưa rừng nặng hạt và dai dẳng của cái ngày đơn vị tôi hành quân luồn sâu, xuyên vô đất Thái, quyết tâm tiêu diệt cái tiền đồn của bọn chúng, nằm cách đường biên tầm 7 km. Ba lô súng đạn chúng tôi lên đường với một đại đội tăng cường. Ngoài kia, bầu trời vẫn âm u xám xịt, từng cơn mưa như chút nước, các khe núi trong rừng cũng hùa theo, đổ nước đỏ ngầu. Chúng tôi vẫn lên đường, vẫn xuyên rừng vạch lá, áo quần ướt nhẹp, hòa quyện với mồ hôi mặn chát trên môi. Đội hình hàng một vẫn âm thầm lặng lẽ, thỉnh thoảng có một đồng đội nào đó vấp ngã, tiếng vũ khí va chạm vào nhau nghe lách cách. Thằng Đính đi trước, đang đi tự nhiên đứng lại, cúi xuống nhìn cái địa bàn rồi ngẩng lên. Hắn quay lại nhìn tôi rồi cười. Tôi hơi bất ngờ với cái hành động kỳ lạ của hắn. Tôi tiến đến định hỏi, thì hắn đưa cái địa bàn cho tôi coi. Cái địa bàn bị vô nước, mờ câm, chỉ thấy một màu trắng xóa. Trời vẫn mưa không sao đi được, chúng tôi đành dừng lại trú mưa. Thằng Đính nó vô tư và hồn nhiên lắm, trong khi mọi người vừa ướt vừa lạnh, thêm phần lo lắng. Còn nó thì cái miệng cứ cười. Hắn nói, mình trú mưa kiểu gì vậy? Chỉ có lính mới trú mưa kiểu này phải không anh? Tôi nghe hắn nói tôi cũng cười theo. Rồi chúng tôi vẫn tiếp tục. Trời càng về chiều, chúng tôi càng tiến sâu vô đất Thái mà không gặp một trở ngại nào. Lúc này cơn mưa cũng dần tạnh hẳn. Chúng tôi băng qua một con suối cạn và bắt đầu tiến vào bình độ 398. 398 là một sườn đồi thoai thoải trong khoảng rừng rậm ẩm thấp hoàn toàn trên đất Thái. Sau cơn mưa, núi rừng như bừng tỉnh trong xanh. Nơi đây, dấu vết bọn địch đi tuần tra ngang dọc, những dấu vết mới có, cũ có, đan xen nhau những dấu giày. Vân đế giày hình chữ U của bọn chúng hằn rõ trên nền đất ướt. Tôi vẫy tay ra hiệu cho đội hình dừng lại. Tổ trinh sát tụi tôi xác định lại vị trí tham mưu cùng hai đồng chí chỉ huy đại đội. Phía trước không xa, chắc chắn là cứ điểm của bọn chúng, vì đây là khu vực tuần tra thường xuyên nên để lại rất nhiều dấu vết. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, đơn vị tôi quyết định phục đánh tại đây. Chúng tôi triển khai đội hình thành vòng cánh cung, mũi chính diện làm chủ lực và hai mũi hai bên để phòng tụi nó bọc sườn. Phần chính diện được bố trí nhiều hỏa lực hơn. Nếu chúng lọt vô vòng phục kích thì đơn vị chúng tôi sẽ nổ súng hốt trọn. Bố trí đội hình xong thì trời nhá nhem tối. Cái đám bùng nhùng của tụi tôi được nằm vô giữa cái cánh vòng cung đó mà hơi lùi lại phía sau.
trời lại đổ mưa. Căng vội tấm tăng mưa xong rồi treo võng. Lúc này mới thấy lạnh vì cả ngày dầm ướt. Cởi bỏ quần áo móc vào cái nhánh cây, lấy trong ba lô ra bộ đồ khô ráo mặc vào ngủ. Cả ngày giờ mới được nằm ngả lưng. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, nghe lục bộp liên hồi. Ôi chao, nhớ nhà kinh khủng, nhớ quê hương tha thiết, nhớ từng cái ngõ nhỏ thân quen, thèm được nghe tiếng nói của bạn bè thời cắp sách đến trường. Nhớ như in hình bóng của mẹ với đôi vai gầy buôn gánh bán bưng. Ước lắm một lần về thăm quê được mẹ ôm như thời thơ ấu. Bao mơ ước nhớ nhung cứ ập về trong trí nhớ. Cái đám lính trinh sát chúng tôi treo võng nằm bên nhau, không biết mấy thằng kia nó có nghĩ giống tôi không. Sau tôi nghe thằng Tam nằm bên cạnh gãi sột soạt hoài. Tôi hỏi: mày sao vậy Tam, nhớ người yêu hả? Nó nói: nhớ chứ anh, nhưng mà ngứa quá, em bị lác ngứa quá chịu không nổi. Cũng phải thôi, tụi tôi dầm ướt ngày này qua ngày khác mà không bị lác mới là lạ. Tôi nằm suy nghĩ miên man, những kỷ niệm của quá khứ cứ hiện về. Đời lính trận tôi cũng nhiều lần giáp mặt với quân thù, có lo lắng nhưng không hồi hộp như những lần trước. Tôi còn nói: hai thằng mày tranh thủ dậy lấy nước pha gạo sấy đi, để mai ngủ dậy có cái mà ăn. Thế rồi cơn mưa cũng dần tạnh hẳn và tôi chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Trời sáng dần, cơn mưa tối qua giờ đã tạnh hẳn. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua nhành lá chiếu thành những vệt dài nghiêng nghiêng như tranh vẽ. Sau khi thu dọn sắp xếp đồ đạc vào ba lô gọn gàng, tôi vớ lấy bộ đồ tối qua treo trên nhánh cây mặc lại, lạnh buốt người. Tôi giục thằng Tam với thằng Đính lấy gói cơm sấy mà tối qua pha với nước mưa. Giờ cũng nở căng để cùng nhau ngồi ăn sáng, bứt lá cây rừng làm muỗng, từng thìa cơm rời rạc lành lạnh, ăn với mắm kem cô đặc. Tôi cũng đã quen với cuộc đời lính trận nên cảm thấy bình thường, nhưng tội nghiệp hai đứa nó vừa rời ghế nhà trường tuổi chưa đầy đôi mươi mà đã gian truân. Tôi thương hai đứa nó như em mình, ngoan ngoãn hiền lành lại hồn nhiên. Bất chợt nhìn tụi nó, tôi thấy được hình ảnh của mình hơn 2 năm trước. Có khác chi tụi nó bây giờ, có khi còn gian nan hơn, khi đó đơn vị bắt đầu mùa chiến dịch. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thằng Đính không ăn nữa, lắc đầu. Ăn không nổi anh ơi. Tôi nói: cố mà nuốt để còn sức chiến đấu nha. Hắn không trả lời, cúi xuống mỉm miệng cười, ráng thêm vài muỗng nữa. Thằng Tam thì ưỡn bụng xoa xoa, no quá. Giờ mà có điếu thuốc thì ngon lắm. Thằng Tam gãi đầu nói: anh nè, hôm qua em thấy thằng Trung có cục thuốc to lắm. Trung nào? Thằng Trung giữ cây đại liên đó. Thì mày xin nó vài điếu. À, mày định sai anh đi hả? Thằng Tam bối rối. Dạ không, em xin nó không cho đâu. Anh xin, nó nể anh, nó cho nhiều em ké với. Chứ em xin, giỏi lắm nó cho một điếu. Sau câu nói phân trần của nó, tôi thấy thương hơn. Ừ, thôi để đó anh đi. Mà nó đang ở chỗ nào? Nó nằm ngoài bìa cùng bên trái. Tôi xách cây súng nhẹ nhàng đi đến chỗ thằng Trung. Thấy tôi, thằng Trung nhoẻn miệng cười, chào. Tôi cũng gật đầu chào lại. Tôi nằm xuống xen giữa thằng Trung với một đồng đội xạ thủ nữa. Tôi không nhớ tên người này. Tôi nói: cho mình xin vài điếu thuốc. Mấy thằng mình hết rồi. Ừ, thì nằm chơi chút đã, về chi vội. Nói rồi thằng Trung đưa cho tôi miếng giấy báo. Tôi nằm ngửa cùng hai đồng đội, mới vừa vân về điếu thuốc dê, chưa kịp bật lửa thì bỗng nghe tiếng chân bước sột soạt. Tôi xoay người nhìn lại. Hỡi ôi, thằng địch đi đầu cách chỗ tôi chừng 20 mét, lăm lăm khẩu súng trong tay, tiến thẳng về hướng tôi đang nằm. Thằng Trung cố nâng khẩu đại liên lên nhưng không được, bởi tôi đã nằm đè lên cái dây đạn từ nãy giờ. Nghe tiếng động, thằng địch dừng lại nghe ngóng. Tôi lấy tay đè nhẹ cái đầu thằng Trung xuống, ra hiệu nằm im. Tôi nhẹ nhàng mở khóa an toàn, đưa khẩu AK
tì cái băng đạn lên gò mối trước mặt, nheo mắt, dê nòng súng từ từ ngang tầm ngực nó, tôi xiết cò. Loạt đạn vang lên, thằng địch buông súng, giơ hai tay lên trời, xoay một vòng, ngã bịch. Tôi quỳ thẳng người, nã thêm một loạt nữa. Lúc này, con gà cổ của thằng Trung cũng gáy liên hồi. Tụi địch bị bất ngờ, nhưng rồi chúng cũng bắt đầu hình thành thế gọng kìm tấn công lại. Tiếng đạn của ta và địch quần nhau, chiếu ầm, đùng đoàng liên tục. Tôi xách súng chạy vội về chỗ ban chỉ huy. Thấy hai thằng nó chui vào một gốc cây, tôi cũng lao vào nằm chung với tụi nó. Phía trước, tiếng súng vẫn ầm vang cả góc trời. Súng ta và địch vẫn đáp trả nhau liên hồi, quần nhau khoảng 20 phút. Xung phong! Tiếng hô to của đại đội trưởng, nhưng không thể nào át được tiếng pháo bom đạn gầm vang. Địch tập trung hỏa lực bắn mạnh vào đội hình ta, chủ yếu nằm giữa cái vòng cung, tưởng chừng như được sự che chắn của hàng phòng ngự phía trước. Tiếng đạn pháo mỗi lúc một nhiều hơn, cháy nổ trên đọt cây, cháy nổ trước mặt, cháy nổ sau lưng, rồn rập, mảnh đạn bay vù vù, xoẹt xoẹt, cây cối đổ ngổn ngang. Phía trước, tiếng súng đáp trả của quân ta nghe thưa dần, chỉ còn tiếng súng của bọn địch hướng về phía chúng ta, chát chúa từng tràng. Bỗng, bịch, một trái đạn M79 cắm phập xuống trước mặt đồng chí đại đội trưởng, rồi nằm im, hú vía. Nếu nó nổ thì không biết sẽ ra sao. Khi đó hai đồng chí chỉ huy, ba thằng trinh sát quay sang tôi, đại đội trưởng nói, rút thôi, tất cả rút quân nhanh lên. Tôi nói nhanh với thằng Tam và thằng Đính, hai đứa nhanh lên đưa đội hình chạy ra bờ suối trước đợi anh. Hai đứa nó ôm súng cắt rừng chạy phăng phăng cùng một số đồng đội. Tôi vẫn nằm lại dưới gốc cây đó. Đến đây xin nói rõ là không phải tôi gan dạ hay anh hùng gì đâu. Tôi nằm lại để đón đội hình nằm phía trước rút lui, để tôi dẫn đường, trong đó có thằng Trung với mấy đồng đội nữa. Một phút, hai phút, đến hơn 5 phút trôi qua. Sao tôi không thấy ai hết? Thời gian nó dài vô tận. Lúc này pháo địch đã bắn chuyển làn ra xa. Tôi quyết định thôi không chờ nữa, phải chạy theo đội hình vậy. Vừa đứng dậy chạy được vài bước, tôi thấy tấm bản đồ của thằng Tam rớt lại. Trên đó có điểm đánh dấu đường hành quân, thật nguy hiểm nếu lọt vào tay bọn địch. Tôi dừng lại cúi xuống nhặt tấm bản đồ thì bùng bành. Một trái M72 nổ xé trời mây, ù đặc hất văng tôi ra xa. Trong tích tắc tôi choàng tỉnh sau cú nổ kinh hoàng. Tôi thấy mình đang nằm ngửa, khẩu súng nằm ngang trên bụng. Thoáng nghĩ trong đầu, chắc mình bị thương rồi. Nhưng thề quyết tử nếu thằng địch nào tiến đến chỗ tôi mở khóa súng chờ đợi. Tôi cựa mình để cảm nhận mình bị thương ở đâu, lúc lắc cái bàn chân để coi có còn không. Ôi mừng quá, mình không bị sao. Nhưng tôi vẫn nằm giữ nguyên tư thế, nhẹ nhàng tháo ba lô, thoát bụng mở luôn cái thắt lưng đạn. Tôi xoay người vùng chạy. Trời ơi, nó bắn theo như mưa. Tôi cố chạy và chỉ biết chạy thật nhanh có thể. Tôi vấp ngã liên hồi, miễn sao thoát khỏi những làn đạn đang chiếu chiếu bên tai. May quá, tôi gặp một cái bờ đất thấp sâu chừng 2 hay 3 mét gì đó, cái bờ của tụ thủy. Không cần đắn đo suy nghĩ, tôi nhảy bổ xuống lăn lộn mấy vòng, chui luôn vô cái hốc đá, vừa tránh được làn đạn quân thù. Chưa hết mừng, gặp ngay một con rắn hổ to đùng bằng cái cổ tay đen sì. Nó nằm trong hốc đá, thấy tôi, nó dựng cái đầu thẳng đứng, bành hai cái mang tai, le lưỡi thở khè khè. Tôi sợ quá, không dám vô mà cũng không dám ra. Vô thì rắn giữ, mà ra quân địch có thể đang truy kích. Tôi lấy cây súng đẩy dần về phía con rắn. Tôi nói nhỏ như van xin. Rắn ơi, mày cho tao nằm với, tao không làm gì hại mày đâu. Con rắn như cảm nhận được lời thỉnh cầu của tôi, từ từ nó thụp cái đầu xuống rồi bò ra ngoài nhường chỗ cho tôi. Lúc này tiếng súng đã lặng im, pháo địch cũng bắn thưa dần. Tôi lồm cồm bò ra khỏi hốc đá. Bỗng tiếng súng lại rộ lên, tiếng súng của ta và địch lại quần nhau. Tôi không còn nhận biết ra phương hướng nữa, địch phía này hay phía kia. Đội hình ta chạy gần như tan rã, không còn nằm trong hệ thống tác chiến nữa. Mỗi nhóm vài đồng đội chạy chung với nhau, tạo thành một vành đai phòng thủ, nổ súng phá vòng vây rồi chạy. Bọn địch càng quyết tâm lùng sục truy kích quân ta, những tiếng súng lại rộ lên rồi im lặng. Tôi định hướng chạy băng về phía bờ suối, bỗng thấy bóng một người chạy cắt ngang trước mặt. Tôi mở khóa súng, chạy đuổi theo, giương khẩu súng lên, định xiết cò. Chợt thấy thoáng qua chiếc mũ tai bèo, tôi dừng lại hô to, Đồng Hương!
Người đồng đội tôi cũng chạy lạc như tôi, nghe tiếng kêu liền dừng lại. Hai đứa ngồi thở dốc dựa lưng nhau. Hai đứa tôi chạy ra đến bờ suối thì gặp lại thằng Tam, thằng Đính cùng với mấy đồng đội. Chúng tôi chui vô gốc một cây cổ thụ, xòe những cái chân hình cạnh khế che chở chúng tôi. Lúc này trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa rất to, gió thổi ào ào, xô đẩy những cành lá ngả nghiêng. Nhìn qua nhìn lại, đội hình chúng tôi còn 8 đứa bù quanh cái gốc cây tả tơi. Chúng tôi nằm bên nhau, chung quanh cái gốc cây hồi hộp hoang mang, mặc cho trời mưa xối xả. Tiếng súng lại vang lên dồn dập giữa ta và địch, như thúc giục chúng tôi phải cùng chiến đấu với đồng đội. Tôi cảm thấy mình hèn hạ, sao lại chạy bỏ rơi đồng đội. Tôi nói tất cả không được chạy nữa, phải vô lại giải vây cho đồng đội. Tất cả kẹt lại rồi. Trong phút chần chừ nhìn mặt nhau, bỗng ầm một tiếng nổ rung chuyển cả đất trời, nửa thân cây cổ thụ đổ sập trùm lên chỗ chúng tôi nằm. Sau tiếng nổ, cái cây bị xé toạc xuống tận gốc. Một đồng đội tôi ôm cái mặt ngang chỗ mang tai, máu chảy ra thành dòng. Ba mẹ ơi, chết con rồi, trời ơi, ba mẹ ơi. Tôi vừa nhìn thấy bùn rùn chân tay, hoang mang tột độ, không biết giờ tính sao đây. Đồng Hương, đồng Hương, bình tĩnh nào, im nào, tôi gào to. Tôi nắm tay đồng đội kéo xuống, để mình coi vết thương ra sao. Tôi xé cái vạt áo của mình, chặn lại dòng máu đang ứa ra dưới bàn tay của đồng đội đang ôm chặt. Hai ba đứa chúng tôi trụm lại, vạch tìm vết thương trên đầu. Trời ạ, ông nội, bị chảy rách ra thôi. Một đồng đội la lên, hú hồn, bọn tôi thở vào nhẹ nhõm. Còn anh chàng đồng đội kia, cái mặt ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn. Thì ra, cái mảnh đạn bay vút qua, liếm nhẹ màng da đầu. Anh chàng đưa tay vuốt lên, thấy máu chảy, tưởng đâu sắp lìa xa dương thế, nên gào khóc kêu cha kêu mẹ. Trong lúc hoang mang chưa biết tính sao, trong tình huống éo le này, tôi chợt nhìn xuôi theo bờ suối, thấy một số đồng đội tôi, súng ống áo quần te tua, đang chạy tới. Tôi đứng dậy vẫy tay mừng rỡ, may quá, chúng ta chỉ còn thiếu ít người nữa. Chiếc máy bay ở đâu vù tới, rít trên đầu, rồi làm một tràng hỏa lực nổ vang, ầm ầm. Tiếng nổ mỗi lúc một gần, gần nữa. Ôi bom bi! Ai đó la lên, chỉ có chạy thôi. Cả đội hình bung chạy không cần mệnh lệnh, không cần trinh sát dẫn đường, chạy vô trật tự, mạnh thằng nào thằng đó chạy, nhưng chạy về cùng một hướng. Tôi cũng chạy, còn nhanh hơn ma đuổi. Không biết bao xa, rồi chúng tôi mới dám dừng lại, mũi mồm thi nhau hít thở. Mỗi thằng ngồi một đống, buồn bã hoang mang, áo quần thì te tua ép nhẹp, chẳng ai nói với ai lời nào. Trời cũng đã tạnh mưa từ lúc nào, nhưng bầu trời vẫn âm u xám xịt. Những cơn gió rừng thoáng qua, se lạnh như ngấm vào từng làn da sớ thịt. Cái lạnh bên ngoài đâu có lạnh bằng cái lạnh thấu tâm can khi chúng tôi về đây. Còn lại bao đồng đội nữa vẫn còn phải nằm lại nơi rừng sâu hun hút của vùng biên cương này. Mùa chiến dịch. Trời càng về khuya, đêm càng lạnh buốt, sương rơi dày đặc, núi càng dốc đứng treo leo từng bờ đá. Đơn vị tôi vẫn hành quân, bám níu tiến lên trong im lìm lặng lẽ. Thỉnh thoảng một trái pháo mồ côi của tụi Pốt từ trên đỉnh núi bắn cầm canh vu vơ, xoẹt ầm phá tan cái không gian tĩnh mịch. Những ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt. Có lẽ giờ này cũng khuya lắm rồi, ở quê nhà chắc mọi người cũng đang chìm trong giấc ngủ, trong vòng tay yêu thương ấm áp của gia đình. Còn ở nơi đây, những người lính chúng tôi vẫn ba lô súng đạn, đang cố gắng từng bước chân dò dẫm giữa trời khuya. Trời tối mịt mùng, không gian như cô đặc. Tôi vẫn bám theo chân người phía trước. Sau lưng tôi, đồng đội cũng từng bước theo tôi. Lúc này tôi có cảm giác mặt đất đã bằng phẳng hơn. Đi được một đoạn, nhưng đội hình bỗng trùng lại, ùn ứ. Rồi trong im lặng, chẳng có câu truyền lệnh nào. Nhưng với người lính chúng tôi chỉ biết im lặng và chờ đợi mệnh lệnh. Hai cái chân mỏi rã rời, tôi ngồi xuống tranh thủ nghỉ ngơi. Trời càng rét, lạnh kinh hồn, cơn buồn ngủ ập tới, níu kéo hai bờ mi. Đồng Hương,
mình ngủ miếng nha. Nếu có đi đồng hương kêu mình nhé. Tôi nói nhỏ vào tai người đồng đội đi trước, rồi tựa vào ba lô lim dim ngủ gật, vừa sợ vừa lo. Tôi vớ được sợi dây rừng buộc vào ba lô của đồng đội, còn đầu kia tôi buộc vào cổ tay của tôi. Vậy là yên tâm. Tôi chìm vào giấc ngủ ngay, nhưng lạnh quá. Tôi xoay bên này trở bên kia. Được một chút, tôi tình cờ duỗi cái chân chạm phải một đồng đội tôi cũng nằm cạnh chỗ tôi. Trong cái lạnh, mình cố sát vào nhau tìm hơi ấm. Sao tôi thì lạnh quá không sao ngủ được, còn cái anh chàng nằm kế tôi thì lại ngủ ngon thế kia. Thì ra anh có cái chăn đắp, chắc là sĩ quan, chứ lính lác tụi tôi làm gì có chăn mà đắp. Thôi kệ, mình đắp ké với, chắc ảnh không nỡ la mình đâu. Tôi nghĩ vậy, rồi kéo chăn đắp chung. Đang ngon giấc thì cái tay của tôi bị sợi dây kéo ngược. Tôi giật mình ngồi dậy. Trời cũng mờ mờ ảo ảo, chưa nhìn rõ mặt người. Tôi thấy có một anh lính bước đến chỗ tôi, cúi xuống lấy cái chăn đắp lại cho người đó một cách rất thận trọng, như sợ người thức giấc. Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, trong sự tò mò muốn biết người đó là ai. Anh lính đó hình như biết được suy nghĩ câu hỏi của tôi, liền nói: "Đây là các đồng chí trinh sát sư đoàn mình đấy, vừa hy sinh chiều hôm qua." Trời ơi, giờ tôi mới thấy còn ba cái xác nữa đang nằm xếp thẳng hàng với nhau. Vậy mà tối qua tôi cả gan kéo chăn đắp chung. Tụi mình bên bộ phận vận tải khiêng tử sĩ về tuyến sau, đến đây trời tối đành nằm lại. Người lính nói như giải thích. Tôi hoang mang lo sợ, nhưng cũng lỡ rồi, biết làm sao. Tôi thầm khấn vái: "Đồng đội ơi, mình không biết, tha thứ cho mình đã ngạo mạn kéo chăn, hãy phù hộ cho mình nhé." Tôi vội bước đi theo đường hành quân vẫn còn phía trước. Đội hình của đơn vị vẫn chậm chậm im lìm từng bước. Chúng tôi chỉ nói chuyện nhau bằng hơi gió khẽ, bằng tín hiệu bàn tay và ánh mắt hay những cái lắc đầu. Đói quá, tôi lấy vội phong lương khô ăn từng miếng nhỏ, không dám nhai mạnh. Rồi chúng tôi bắt đầu đào hố chiến đấu cá nhân. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, giờ dê đang chờ đợi. Từng phút giây hồi hộp, từng muỗng đất vội vàng đào bới, nhưng tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Trời ơi, đá! Tôi đào xuống khoảng bằng gang tay là gặp đá lớn, phải rời đổi vị trí khác. Đến cái thứ ba, tôi mới hoàn thành một cái hố chiến đấu cho mình. Vừa mệt vừa đói, có bi đông nước cũng không dám uống, chỉ nhấp môi thôi. Tôi đánh dấu cho hướng chiến đấu của mình trên nền đất. Bên trái tôi là thằng Bình người Phú Yên, mang khẩu B-40. Bên phải tôi là thằng Đức người Quảng Ngãi, vác cây RPD. Tôi suy nghĩ miên man, lo lắng trong lòng, không biết sẽ ra sao. Tôi lầm rầm khấn vái: "Ông bà cô bác phù hộ cho con chỉ là người lính. Con không muốn bắn giết ai, nhưng vì nghĩa vụ, con phải làm tròn trách nhiệm của mình." Màn đêm buông xuống nhanh, tôi nhảy xuống hố cá nhân của mình, lấy tấm đắp quấn quanh người, lấy khẩu súng để ngay ngắn trước mặt. Mấy ngày qua hành quân trèo núi dã rời, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình tỉnh dậy, thấy xung quanh lặng lẽ như tờ. Tôi kêu khẽ: "Bình ơi!" Không có tiếng trả lời. "Đức ơi!" Cũng lặng thinh. Tôi thấy bắt đầu lo sợ. Tôi mò đến hố cá nhân của thằng Bình, không thấy gì ngoài cái hố trống không. Tôi quay lại chỗ thằng Đức cũng vậy. Đưa hai tay, tôi ôm xuống nền đất chỗ nó ngồi. Tôi thấy còn hơi ấm. Có lẽ đơn vị đã hành quân di chuyển trong đêm mà tôi ngủ mê không hề hay biết. Nước mắt tôi chảy xuống. Tôi thầm trách đồng đội bỏ rơi tôi giữa núi rừng này. Giờ phải làm sao đây? Bằng bản năng tự nhiên và qua những bài học trinh sát của ngày nào, tôi cố gắng lấy hết sức bình tĩnh, hít thở thật sâu. Tôi nhớ hướng hành quân của đơn vị lúc mới đến và tôi bắt đầu chạy. Trong đêm tối của rừng già bao la, vấp té ngã rồi đứng lên, mọi sức lực tôi dồn vào đôi chân và ánh mắt cứ nhìn thấy vạch sáng màu minơ của lá ủ trong rừng. Khi có vật hay người vừa đi qua là nó phát ra cái màu xanh ấy. Chỗ nào màu xanh càng nhiều
là tôi đi theo lối đó. Tôi đi như chạy, bao lần té ngã, toát cả da thịt, mặc cho máu chảy, quên luôn cái lạnh thấu xương. Trời gần sáng, những vệt màu xanh cũng gần như mất hết. Thì tôi vừa đuổi kịp theo đội hình, vừa mừng vừa giận, vừa trách móc. Nước mắt tôi tuôn rơi, nghẹn ngào thổn thức. Tôi gặp lại đơn vị tôi, trách móc, thì cả đơn vị ai cũng nói là tôi được điều động về trinh sát tiểu đoàn, nên cứ tưởng tôi đã về tiểu đoàn rồi, không ai biết tôi bị bỏ rơi. Vừa giận trong lòng, nên tôi vội đi ngay, tìm về phân đội trinh sát của tiểu đoàn. Ngày đầu tiên về trinh sát, lúc đó khoảng tầm 4 giờ sáng khi trời chưa sáng rõ. Đội hình trinh sát của tiểu đoàn có 8 người, tôi về nữa là 9. Sau sự phân công của anh Trang B trưởng, tôi đi trước cùng 5 đồng đội nữa. Vừa bước ra từ mỏm rừng xanh của đỉnh đồi 743, nhìn ra một bãi trắng đá mênh mông nhấp nhô trong làn sương mai, còn bao phủ những tảng đá to bự ẩn ẩn hiện hiện. Chúng tôi cứ nghĩ là nhà của tụi Pốt. Tổ trinh sát tụi tôi bắt đầu bám nắm, lom khom, bò trườn, lê lách đủ kiểu. Trời vừa sáng tỏ, chúng tôi phát hiện một tốp lính Pốt, nam có, nữ có. Chúng đứng ngồi lố nhố gần bìa rừng bên tay phải, theo hướng hành quân của đơn vị. Tôi đếm có tất cả 22 đứa, mà có cả súng DK-75 nữa. Tim đập thình thịch, tôi bò ra nằm hàng ngang với 6 tay lính trinh sát. Thằng Tư Ruồi nằm bìa cùng bên trái đến tôi, rồi thằng Anh Mang, thằng Tưởng, thằng Cường và thằng Nga. Cả 6 thằng tôi háo hức trong tư thế chiến đấu. Giữa tụi tôi và chúng nó chưa đầy 30 mét. Tôi dê đầu ruồi khẩu AK vào từng đứa, nhưng chưa dám nổ súng. Tất cả nằm im, không được nổ súng. Mệnh lệnh phát ra và truyền đến, chúng tôi chỉ biết nằm im và chờ đợi. Trên bãi tráng đá nhấp nhô, chúng tôi nằm dí xuống bên những mép đá, theo dõi từng hành động của bọn chúng. Trời ơi hồi hộp, nòng súng tôi đã sẵn sàng, khóa súng cũng đã mở chờ lệnh. Nếu được nổ súng thì ít nhất cũng phải 5-7 thằng lìa mạng. 5 phút trôi qua rồi mà không có lệnh. Trinh sát nằm im, tiếp tục giám sát không được nổ súng. Mệnh lệnh của cấp trên truyền xuống. Trời ơi tức quá! Nhưng phải chấp hành thôi. Mấy thằng Pốt vẫn đi qua đi lại, ngồi xuống rồi đứng lên, tụm lại, nói chuyện gì đó với nhau, rồi chỉ trỏ. Ui, chúng nó còn ăn mía nữa. Không biết mía ở đâu mà tụi nó đứng ăn. Thời gian chậm chạp trôi qua, đến hơn 10 phút đồng hồ vẫn chưa thấy bên mình hành động. Không biết ông chỉ huy mình định tổ chức đánh như thế nào đây. Bỗng nghe cái rẻng thật rõ to. Một đồng đội bộ binh bên dưới đang triển khai đội hình, té ngã, cái xẻng va vào đá. Tụi Pốt phát hiện được, đứng thẳng trên tảng đá, quất liền B-40. Ầm inh, trái đạn bay vút qua đầu tụi tôi, nghe xoẹt. Rồi mấy thằng còn lại cũng bắn liên tiếp mấy trái nữa rồi bỏ chạy. Lộ rồi, 6 thằng tôi quỳ nã đạn. Tụi Pốt chạy tán loạn về hướng cụm rừng xanh bên phải. Lúc đầu chưa nổ súng thì tôi còn ngắm từng thằng. Nhưng sau khi nổ súng thì tôi chẳng còn ngắm nữa, mà cứ hướng mũi súng theo 2 thằng Pốt đang dìu nhau mà xiết cỏ. Tôi bắn chừng gần một băng đạn mà không trúng được thằng nào, chúng vẫn cứ chạy. Bỗng một tiếng nổ chát chúa inh tai nhức óc ngay trong đội hình 6 thằng chúng tôi. Trước mặt thằng Cường, sau tiếng nổ kinh hoàng ấy, cả 6 tay súng tắt lịm. Tôi kịp nhìn thấy thằng Cường há cái miệng ngáp thật to như muốn kêu lên. Máu trào ra từ cổ rồi ngã nhào về phía trước. Tôi sợ quá quăng cây súng chui luôn vô kẽ đá. Quả thứ hai cách đó vài mét. Rồi quả thứ ba, hai cái lỗ tai tôi ủ đặc vo vo như bầy ong. Ngừng bắn ngay! Tiếng của đồng chí Đạo, dê phó vang lên. Trời ơi, cối 82 của đơn vị bắn phủ đầu trinh sát rồi. Tôi nhớ như in, ông Khánh là người chỉ huy cho cối bắn. Vì ông xác định sai khoảng cách giữa ta và địch 600m và 400m. Tiếng súng cũng đã im lặng. Mấy thằng Pốt giờ nó cũng chạy 8 cây số mà chẳng có xác thằng nào lầm lại, chỉ thấy máu me vương vãi trên bờ đá theo hướng chúng chạy. Còn đây xác thằng Cường không còn nguyên vẹn nữa,
bởi những trái pháo tiếp theo và thằng Nga thằng Tưởng trở thành thương binh giã từ vũ khí. Vừa giận, vừa buồn, hoang mang tư tưởng. Nếu mấy ông cho tổ trinh sát tụi tôi nổ súng thì điều đáng tiếc đã không xảy ra mà tụi Pốt cũng không còn cơ hội để chạy. Sau khi đơn vị tiến lên làm chủ cái ngọn đồi chỉ toàn là đá này với mấy bó mía tụi địch bỏ lại cùng mấy chục quả đạn DK, chỉ còn ba đứa, tôi, thằng Tư, thằng Anh, cầm cái địa bàn mà chân tôi không bước nổi, mắt hoa lên, không thể cắt phương vị. Tôi đưa cái địa bàn cho thằng Anh, nó cũng đi được vài bước, rồi cũng không đi được nữa. Thằng Tư thì tội nghiệp, nó ốm yếu, cũng run lẩy bẩy. Cả đội hình không nhích được khỏi ngọn đồi để tiến tới một cái phum làng của tụi Pốt nằm dọc theo một con suối. Cũng may quá, lúc này trung đoàn 142 từ hướng khác cũng tiến lên ngọn đồi này, hòa chung với đơn vị tôi và vạch đường tiến xuống giải phóng cái bản đầu tiên vùng biên giới này. Đơn vị tôi đi theo sau trung đoàn 142, cuối cùng cũng xuống được. Trời lúc này đã hoàng hôn, trong bản làng chúng tôi vừa giải phóng, chẳng có một bóng dáng người dân, tất cả họ chạy theo Pốt hết rồi. Họ bỏ lại nhà cửa heo vịt như còn nguyên vẹn. Đây là cái phum làng của tụi Pốt thì tất cả là chiến lợi phẩm. Mấy ngày trong rừng ăn lương khô gạo sấy, thèm bữa cơm tươi, có gạo có thịt, bộ đội ta tự thưởng cho mình những gì mình thích. Lúc này anh Trang B trưởng cùng hai đồng đội nữa đã đi tăng cường với đại đội nào rồi tôi không biết. Chỉ còn tôi với thằng Anh, thằng Tư, ba đứa, mặc ai làm gì thì làm. Thằng Anh treo võng ngủ trong một ngôi nhà sàn sạch sẽ như là ông chủ. Tôi với thằng Tư, hai đứa làm thịt mấy con gà, cái để ăn, cái kho mặn để dành bữa sau. Thằng Tư lúc hành quân thì đi không nổi, nhưng mấy cái khoản nội trợ này thì phải giỏi. Hai tay thoăn thoắt, tôi chỉ đứng đó chờ nó sai vặt. Mày đi kiếm mấy củ hành coi, có nghệ không? Mày coi có mì chính, bột canh, tiêu ớt gì không? Vân vân. Nó sai tôi đủ kiểu. Công nhận sướng thật. Lính ta tha hồ ăn. Ăn kiểu nhà giàu phung phí. Thịt con heo thì chỉ lấy cái đùi. Bộ lòng thì chỉ lấy gan tim. Còn gà vịt đều bỏ cẳng. Một đêm nằm nghỉ lại đây để ăn. Để bù lại những ngày đói rét. Tôi cũng kiếm được chiến lợi phẩm cho riêng mình. Đó là cái mền US mới. Tuy mang hơi nặng. Nhưng ấm lắm, khỏi lo trời lạnh. Một đêm yên bình trôi qua, ấm áp với giấc ngủ ngon lành nơi căn nhà sàn của tụi địch. Mặt trời đã lên cao, lúc này chúng tôi được lệnh hành quân, chuẩn bị đưa đội hình vượt lên trên trục đường vận tải hậu cứ. Ba thằng tôi chụm đầu lại trên tấm bản đồ, phân tích đường hành quân. Đến đây, chúng tôi không còn lo sợ gì nữa. Vì thứ nhất, đây là hậu cứ phum làng của tụi Pốt, thì chắc chắn sẽ không có mìn vì mình bất ngờ tấn công đến tận xào huyệt. Tụi nó chỉ biết bỏ của chạy lấy người. Thứ hai là đường hành quân và điểm đến dễ dàng hơn bởi một con đường vắt qua xào huyệt cứ điểm tụi sư 801 của chúng về Ban Pa Dum của Thái và đường xuyên lên cứ điểm Ba Biên dưới chân đồi 555 và một con đường cắt về đồi 743. Rồi đến cứ điểm núi cụt của bọn Sereka, hành quân, ta lại hành quân. Đường chiến dịch vẫn còn dài phía trước. Mùa xuân cũng sắp về, chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc ta. Những cây mai rừng nở hoa như chào đón những người lính chúng tôi đang nở nụ cười chiến thắng. Mùa xuân đầu tiên của cuộc đời lính.